Được chưa? Cô đơn đau lòng năm hơn ngày có đôi mắt cô đơn cay nào Em có người thích đàn ông hát đang đi về không? Em đây hả? Rống như hát vậy. Thích sao chưa? Không biết thích. anh biết phải làm sao em đừng cần những thứ xa xa nếu sau này không ra đi Ý là tôi có học một cái khóa học hát từ người thầy này là đối với tôi là cũng là gọi là cao thủ võ lâm á, bởi vì người thầy này dạy rất là nhiều ca sĩ mà đang nổi danh đã và đang nổi danh đó. Thì cái khóa học này năm rất hay, thì nó có hai hướng. Một là giới thiệu em để em học trực tiếp, tất nhiên nó sẽ phải tốn tốn phí. Một cái hướng thứ hai đó là tôi sẽ chia sẻ lại những gì tôi đã được học đó. Và thực sự là nó rất là hiệu quả đối với tôi á. nhưng mà hát vui thôi mà. Không thì vấn đề là tùy quan điểm của em chứ. Có nghĩa là câu chuyện ở đây là sau khi học xong thì em có thể hát tự tin hơn, hay hơn, với cái sức của em nó bỏ ra ít hơn. Đó. Cái hơi của em nó mạnh hơn, tốt hơn. Đó. Kiểu vậy. Thì nếu mà em quan tâm thì lại lúc nào đấy thì cứ ghi chú vấn đề đấy, quan tâm thì lúc nào tôi sẽ chia sẻ cho em. Nếu em quan tâm, đó là cái gì gọi là tâm huyết, tình cảm, chia sẻ. Bởi vì làm kế toán thì cũng sẽ có kiểm tra thuế, mà thực ra người nào cũng vậy, cũng có những lúc gọi là karaoke cho nó vui. Bây giờ ví dụ như mình karaoke thì mình đến hát, không biết mình hát hay hay dở, nhưng mà mình tự tin là nó sẽ hơn những người không tự tin. Có thể là người không tự tin người ta hát hay nhưng người ta không tự tin, còn mình tuy hát không hay nhưng mà mình sẽ tự tin, thì đó là cái sự chiến thắng. Đấy, nói trao đổi vui không? Đó là một sự chân thành á, tôi chia sẻ được, sẵn sàng chia sẻ không giấu giếm. Còn nếu tức là với điều kiện mà em quan tâm và em thích thì mới tôi mới chia sẻ, còn không thì thôi. Em hiểu ý không? Dạ có chứ, anh chia sẻ chứ. Tuần trước em mới đi hát với công ty xong. Hát Không xong cái giờ đóng cửa luôn, anh thấy không? không tạm tạm hiểu vẫn được. Tôi sợ tôi đi Hà Nội gì rồi, xong là bị khóa nhà mốt ngày là tiêu luôn. Dữ ở nhà nên anh dạy online thì em sai thông luôn rồi. Không nhiều thứ khác nữa cho rồi. Bây giờ cái vấn đề đó nha, là có nghĩa là nó là một chương trình học đàng hoàng bài bản, và nó là sự rèn luyện nhưng em, và thực sự nếu mà em rèn luyện chuyên tâm thì thực ra theo theo tôi thấy thì em cách ca sĩ cũng không xa mấy đâu, không thiệt. Còn nếu mà giỏi hơn nữa thì phải tập nhiều hơn. Tất nhiên mỗi người nó có cái tố chất sẵn ấy, thì nó sẽ vượt bậc hơn nhiều. Hiểu không? Và thầy của tôi học là nói chung là gọi là cao thủ, ông dạy ra rất nhiều cái nghệ sĩ ca sĩ. Thôi không chia sẻ, không không kiếm Không nói gió tên thêm hả? hả, Không nói tên nữa. được chưa? Đây, thầy tôi nè.
Ủa vậy anh học online luôn hả? Ừ, đúng rồi. Mình hàng Chibu Harry thấy không? Thấy không? Mình hàng Chibu Harry này. Gia tài giảng dạy toàn quán quân. Coi như vậy anh bỏ nghề nha. Đấy, 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 đấy. Không, tôi đã học rồi thì và cả nhà đều thấy tôi có hiệu quả hơn trước mà. Thấy rõ mà. Mình hàng này. Đâu? Hay còn đây nghệ sĩ gì đấy, trong phim gì đấy, tôi không nhớ. Thôi giới thiệu sơ vậy thì đó là một cái sự gọi là gì? Gia tăng. Tăng thêm phần giá trị của tôi dành cho em. Gọi là giống như hôm bữa là chương trình đào tạo nó không những là đào tạo cái toán mà còn đào tạo thêm cho em là về đầu tư chứng khoán. Em đồng ý không? Dạ. Ừ, để em kiếm thêm tiền, còn bây giờ đào tạo thêm một cái tài lễ nữa để em có thêm tự tin. Thực ra là em đi làm ấy là nó sẽ có những cái công đoạn mà làm việc với cán bộ thanh tra đoàn kiểm tra gì đấy, thì nó cũng sẽ có những lúc giao lưu, hoặc là em làm với tổ chức công ty nào đấy thì cũng sẽ có những lúc giao lưu. Mà bây giờ ví dụ mình không giỏi cái này thì mình có giỏi cái khác, ví dụ mình không tự tin về về nhảy thì mình có thể tự tin lên đứng hát bài, đúng không? Tôi bây giờ là vài bài tiếng Anh nha, rồi ít nhất là cũng được một bài và tiếng tiếng Hoa. Dễ hả? Thì còn tiếng Việt thì cũng một số bài này khá vậy. Thì tôi đang rèn luyện về những bài tiếng tiếng Ý, mà có lẽ tôi suy nghĩ có thể bỏ tiếng Ý dành tiếng khác. Tại vì ví dụ như về góc độ là tôi là người gọi là bỏ, tức là khoảng vài 5 năm gần đây là tôi không uống nhậu bia ấy, nhậu bia rượu là tôi bỏ rồi. Anh hiểu không? Thì tôi sẽ bổ túc những thứ khác. Ví dụ sắp tới tôi có thể học nhảy. Không, này, hai tôi ấy. Nói chung cũng vinh hạnh chứ. Này. Rượu anh nhậu anh bỏ bia, bỏ nhậu hả? Ok, rồi. Ghi nhận hay ha. Dạ. Yeah. Tức là tôi đã nói mở miệng rồi nha, còn việc em á là phần còn lại là em, của em. Rồi, vô bài học. 6 giờ 10 phút rồi. Câu chuyện là em anh bật loa to lên xíu thì em được không? Được rồi. Hay anh nói nhỏ. Do là cái này tôi không gắn loa mic. Mic gắn mic chuyên dụng á. Dạ. Yeah. Tôi thấy là dùng mic này nó có vẻ ổn hơn. Tôi có đầu tư cái gì đó cũng tiền triệu á, mic để kết nối á. Đó. Giống như mấy người làm tài khác vậy. Và bây giờ là quay lại vấn đề nha. Vấn đề là đầu tiên là phải ôn bài. Câu chuyện là gì? Bản thân em là phải ôn. Thì ôn nó mới nhớ nha. Dạ. Mà bây giờ là vậy. Giờ hỏi một số câu cho nó nhớ mấy cái điểm mà tôi quan tâm này, điều kiện này. Nó sẽ rất là nhiều thứ nha, chứ không phải bấy nhiêu đây thôi. Nhưng mà giờ là tôi hỏi một số cái nhỏ nhỏ này. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị tăng là gì? Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị tăng. Rồi bây giờ ví dụ là trường hợp nào là, tức là khi kinh doanh, doanh nghiệp này kinh doanh
cái mặt hàng nào? Đây không được khấu trừ. Rồi em câu đây. Câu đây câu số 1 đấy. Rồi câu số 2. Rồi câu số 3. Rồi trao đổi nhanh nha, cái nào nhớ thì trả lời, còn không nhớ thì lại ghi số nợ. Rồi mình sẽ ôn bài, có nghĩa là gì? Câu chuyện là em phải phải biết một số thứ như như ba câu hỏi này. Quên là không được. Không nhớ đầy đủ thì cũng nhớ chút chút. Dạ, vậy em kịp trả lời câu thứ nhất hả? À. Dạ. Doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nào thì không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng? Là doanh nghiệp kinh doanh những cái mặt hàng mà nằm trong 26 đối tượng không chịu thuế thì sẽ không được khấu trừ. Em biết luôn hả? Đây là có bài đấy, nhớ hả? Nhớ luôn đúng không? Này em nhớ. Ok, giỏi. Không phải là nhớ mà em đang xin cái. Rồi. Nhớ, ok, giỏi á. Rồi. Tiếp câu số 2. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng cái chỗ đây em thấy nó chung chung. Chung sao thì cứ trình bày ấy. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Cái này lấy ví dụ hay sao anh? Thì em nhớ gì em nói đấy, hình dung được gì nói đấy. Ví dụ như là hàng hóa mà bị hư hỏng, mua về bị hư hỏng hoặc là thất thoát anh ạ. Thì phải nằm trong cái không có vượt, nằm trong cái định mức, phải nằm trong cái định mức cho phép và có đầy đủ cái chứng từ hồ sơ hợp lệ thì mới được khấu trừ. Chứng từ chứng minh có chứng từ chứng minh hợp lệ thì mới được khấu trừ. Rồi. Em lật tài liệu coi. Nhà ăn, nhà ở xây dựng cho trong khu công nghiệp nhằm mục đích phục vụ cho người lao động. Nhà ăn, nhà ở, nhà giữ xe phải được xây dựng trong cái khu công nghiệp nhằm mục đích phục vụ cho người lao động thì
thì mới được khấu trừ. Ý là vợ em có ghi không, về nhà có xem lại bài không? Thực ra nó rất là nhiều cái đầu gạch đầu dòng, em mình Dạ. nhìn 10 như 15 cái gạch đầu dòng, 13 rồi, trong cái 13 nó có ý cuối cùng là một số trường hợp ấy thì nó có nêu ra, hiểu không? Cái này là thôi, cái này em về xem lại. Nhưng mà bây giờ cho tôi hỏi cái trường hợp này, giờ đơn vị vừa kinh doanh cái mặt hàng chịu thuế, vừa kinh doanh mặt hàng không chịu thuế, thì cái đầu vào mình được khấu trừ hay không được khấu trừ? Đơn vị kinh doanh vừa mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế, thì đầu vào được khấu trừ nhưng mà được tính theo tỷ chứ Mà không nói có, tiếp đi, nói tiếp đi, dạ không có khấu trừ hết. là cụ thể sao? Nói ai nhớ không? Đọc tài liệu ra coi. Ấy là giờ giờ nói công thức hả anh? Em giải thích em nói thì sao tôi hiểu, cho nên là đúng hay là em hiểu đúng. Bữa em nói rồi đó, ôn lại bài thôi mà, rồi xong rồi nói Dạ. cái điều kiện khấu trừ thuế. Tại vì thật ra là có thể bỏ qua bài này, nhưng mà thôi cứ nghiêm nghiêm túc bài bản chứ, là theo đúng bài bản ấy. Tại vì không ôn bài á, là nó sẽ không có nhớ được. Kiểu khó ôn bài. Coi lại thì coi lại là việc đó Em ôn bài. dạ em ví dụ như là ví dụ như bên doanh thu bên đào tạo á, là 5 tỷ, doanh thu bên đào tạo là 6 tỷ, doanh thu bên dịch vụ tư vấn thuế á, là 4 tỷ, Rồi, nói tiếp đi. bên đào tạo thì không có thuế, còn bên tư vấn thuế thì thuế 400 triệu. Bây giờ tính cái số thuế giá trị gia tăng để khấu để được khấu trừ á, thì là nó bằng Có tài liệu ấy. rồi bây giờ mình mua một cái xe ô tô 200 triệu, 200 tỷ đi, thuế giá trị gia tăng 200 triệu. thì số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ á, là bằng hai gia tăng đồng. Thì 200 triệu em nhân cho doanh thu, đầu tiên là em lấy doanh thu doanh thu dịch vụ tư vấn thuế là 4 tỷ, em chia cho tổng 10 tỷ là của cả hai doanh thu không chịu thuế và chịu thuế, là nó ra tỷ lệ là khoảng 40%. Em lấy cái đó em nhân cho cái tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào là đã ra số thuế được khấu trừ. Rồi, giỏi, được. Cho em 5 giây nha. Không, cái bếp em nó cháy.
Rồi. Cái chỗ như tách khấu trừ thuế này nè anh ạ. À. Em thấy nó quy dụ rất là nhiều trường hợp. Không, giờ tôi nói sơ cho em hình dung nha. Thứ nhất á, là nói về phần là cái phần đầu vào ấy mà nó bị tổn thất. Tổn thất á, là nó có hai trường hợp tổn thất. Một là tổn thất do ông trời. À, dạ. Cái được khấu trừ thuế không? Rồi một cái nữa là hao hụt. Hao hụt mà trong định mức với lại hao hụt ngoài định mức. Dạ. Thì như em nói. Thì nếu thì... mà không, từ từ là... từ từ ý câu chuyện ở đây là tôi đang nói cái ý chính. Em cứ hình dung em nghe ý chính là gì em xem lại. Bữa sau mình lại sẽ là cũng sẽ thảo luận thêm. Em hình dung không? Dạ. À, tức là ôn lại mấy vấn đề đấy. Rồi ví dụ như là cái đầu vào mà hình thành cái tài sản cố định đấy mà dùng cho công nhân rồi trong khu công nghiệp, rồi một cái nữa là hình thành tài sản mà ở ngoài khu công nghiệp. Tức là em gạch ra những cái đầu dòng như vậy em sẽ nhớ. Rồi việc của em là như thế nào đấy là chuyện đấy mình sẽ nghiên cứu thêm, đúng không? Dạ. Rồi ví dụ như là tài sản mà thuê mà cho người nước ngoài, thì ví dụ như nước ngoài mà thuộc là nhân sự của mình, rồi một nước ngoài là không thuộc nhân sự của mình, đúng không? Thì cái này là em đã nhớ và đã nghe và đã hiểu rồi. Giờ em đang nhớ mang máng không chính xác thì cái này cứ xem lại. Dạ. Em hiểu không? Mình cứ xem như vậy đi. Rồi ở đây là xem để hiểu, còn cái việc thuộc tôi không cần em phải thuộc nha. Chỉ là giống như em có thể là cái này là do em cũng chưa có ghi lại. Cái này nhìn này. Đi nè. Dạ. Đi nè, thấy các bạn khác ghi không? Đi nè. Nhiều dữ vậy hả? Em tóm tắt xem thấy nó ngắn dữ ta. Cái chuyện này chuyện của người khác, em tóm tắt sao chuyện của em, nhưng mà đây là đang nói có nghĩa là các bạn cũng chấp nhận là cái việc là ghi chép. Đồng ý không? Chứ dạ. Đang vấn đề là đang vấn đề ghi chép chứ không phải là vấn đề là ghi nhiều hay ghi ít, mà là ghi chép rồi sau khi ghi chép nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng giờ hỏi đến cái nội dung nào thì có trình bày được hay không, có ví dụ được hay không, có hiểu hay không, đó không là vấn đề. Đấy. Rất là nhiều bạn ghi này ha, đại khái vậy. Đấy là do anh đang nói á, em sợ ghi không hiểu. Không phải ghi, còn việc em không hiểu là em cứ gạch đít cái phần đấy em không hiểu, em đánh dấu lại, à cái này em chưa hiểu em hỏi lại. Em hiểu không? Còn cái việc em không ghi là càng không biết là cái nào em hiểu cái nào không. Thì cũng dựa trên những câu hỏi tôi đã yêu cầu rồi đó. Em cứ theo Mariam đi câu hỏi đó, còn nếu chưa đó thì tôi sẽ yêu cầu lại. Được không? Thì yeah. Nguyên tắc là một số nguyên tắc như vậy rồi xong phân bổ thì nó có cái góc phân bổ đấy. Mà nãy giờ mình trao đổi rồi. Thường hay gặp là chuyện góc đồ đấy, còn trường hợp mà thuế đầu vào đối với hàng mặt hàng kinh doanh đối tượng không chịu thuế. Đấy, thì nó có được khấu trừ hay không thì câu này là em đã trả lời rồi. Này. Đúng không? Những cái ý quan trọng này. Được không? Yeah. Nguyên tắc là nó nhiều nguyên tắc, đúng không? Yeah. Rồi cái thứ ba là điều kiện khấu trừ, thì điều kiện khấu trừ là gì thì ý ra từng ý, đúng không? Yeah. Đó, điều kiện đó là gì? Ví dụ như bây giờ là mình mua vào tổng tiền trên 20 triệu thì sao? Mua vào tổng tiền trên 20 triệu bằng trên 20 triệu thì đúng được rồi. Khấu trừ. Thì sao? Giờ thì phải thanh toán không bằng hình thức tiền mặt mới được khấu trừ. Rồi, đúng rồi. Còn dưới 20 triệu là muốn thanh toán bằng hình thức gì thanh toán thì cũng được khấu trừ. Rồi. Tiếp. Rồi mình mua hàng cùng một nhà cung cấp. Cùng một nhà cung cấp trong cùng một ngày. Từng cái đơn hàng nó dưới 20 triệu nhưng mà tổng tiền là trên 20 triệu thì mình được khấu trừ, mình phải thanh toán bằng chuyển không bằng tiền mặt thì mình sẽ được khấu trừ tiền đó. Các ngày được không? Các ngày sao? Ví dụ một cái ngày mà ngày 1 tháng 5 rồi một cái ngày 2 tháng 5 ấy.
khác ngày thì em nghĩ nếu mà khác ngày thì cũng giống như trên 20 triệu và dưới 20 triệu. Không, bây giờ là ví dụ như mua của Thế Giới Đồng là cái điện thoại đó, là đây là 5 triệu này nha. Dạ. Xin lỗi, cái đây là 15 triệu nha, 15 triệu. Rồi là ngày 1 tháng 5. Rồi ngày 2 tháng 5 tôi mua cái này là 10 triệu. Đúng không? Thì cái này là 10 triệu ngày 2 tháng 5. Cái này là 15 triệu ngày 1 tháng 5. Cái nào tôi cũng thanh toán tiền mặt hết. Vậy thì có được khấu trừ không? Dạ được. Được đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, đấy. Tình huống nó đưa ra và mình giải quyết được. Đó, đó mà là cao thủ. Rồi. Không biết tôi học hát như thế nào nhưng mà bây giờ kêu lên đứng trước sân khấu hát tự tin đấy, nó mới là đã cao thủ. Bây giờ tôi chưa là cao thủ nhưng mà nay tôi cũng mạnh dạn hát hơn trước, tự tin hát hơn trước. Rồi tiếp. Ví dụ nha, tại vì cái điều kiện này nó rất là thường xuyên gặp. Ví dụ như bây giờ là tôi mua cái này là 10 triệu ngày 3 của Thế Giới Di Động và cái này á, 15 triệu của Điện Máy Xanh. Đó. Cái nào tôi cũng chi tiền mặt hết. Cái này ngày ngày 3 10 triệu Thế Giới Di Động. Cái này 15 triệu ngày 4 chi tiền mặt luôn ha, cái nào chi tiền mặt ngày 4. Rồi của Điện Máy Xanh. Đấy đấy. Thì có được khấu trừ không? Em thấy loạn xạ. Từ 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 là khác ngày đúng Ngày không anh? ba ở đúng rồi, khác ngày. Khác ngày hết, Khác ngày hết các công ty các ngày hết thì được khấu luôn. trừ. Rồi cái đây 10 triệu nha, ngày 5 nha. Khác ngày nhưng mà nếu như mà nó không cùng hệ thống á, không cùng một công ty á thì được khấu trừ, còn nếu như mà nó cùng hệ thống á, ủa một khác ngày mà lộn rồi. Rồi, Khác ngày thì em nghĩ hút được hết. ok nghe. Rồi tiếp nha. Bây giờ này, cái này là ngày ngày 5 10 triệu nha. Dạ. Rồi cái này ngày 5 luôn 10 triệu luôn, 15 triệu đúng không? Ngày 5 Dạ. sáng, ngày 5 10 triệu, chiều ngày 5 15 triệu. Cái Dạ. này á, là của Thế Giới Di Động, cái này của Điện Máy Xanh. Hiểu không? Dạ. Sáng mua Thế Giới Di Động 10 triệu, Dạ. buổi chiều mua Điện Máy Xanh 15 triệu, cái nào chi tiền mặt hết, có được khóc được không? Được. Sao được? Hai dòng có khác nhau mà. À, hai nhau có khác nhau rồi đấy, thì câu chuyện nó như vậy đấy, và mình đừng để bị lừa mấy cái chuyện nhỏ như vậy, và quy định nó đã rõ rồi đúng không? Chút xíu nữa tôi sẽ gửi cho em cái văn bản thông tư. Em đã nhận văn bản thông tư chưa? Chưa đúng không? Nghe chưa? Rồi, để gửi. Gửi liền, gửi liền. Gửi liền thì quên. Mà em ý là cái đó coi làm sao, khi chẳng sao mình biết cái nào để mình bấm vô thông tư để mình coi. Em chỉ bấm vô Google câu gì mình thắc mắc xong rồi bấm cái nội dung nào mình tìm thôi chứ đâu có biết mà. Thì giờ là em không biết cho nên giờ mới gửi cho em này. Rồi tí nha, để tí nha. Đây. Ý là giờ đưa nó cũng hơi bị Sớm mà đưa tham khảo đọc. Rồi chào em, rồi cái đấy từ từ nghiên cứu đọc thêm nha, dạ tức là nó dựa vào văn bản đàng hoàng, anh hiểu không, để chứng minh những gì tôi đang nói nó là đúng. À, văn bản có hiệu lực và nó đang nói những gì tôi đang nói.
tôi nói lại những gì văn bản nói chứ không phải văn bản nói những gì tôi nói, xin lỗi sai, tôi nói những gì văn bản nó ghi. Rồi tiếp tục, ví dụ như bây giờ nghe, tôi mua hai cái điện thoại này, tôi mua cái này là của Thế Giới Di Động buổi sáng 10 triệu. Yeah. Yêu. Cái này 15 triệu đúng không? 15 triệu nha. Rồi, cái này mua của Thế Giới Di Động, cái này cũng mua của Thế Giới Di Động, và hai cái đều thanh toán tiền mặt hết thì có được khấu trừ không? Không được khấu trừ. Rồi, không được khấu trừ. Bây giờ là tôi tạm thời chưa có thanh toán tiền mặt. Hai cái đều mua nợ hết. Dạ. Tổng hai cái là 30 triệu nha. Ừ. Rồi. Ví dụ như bây giờ bên Thế Giới Di Động á, là đang có thuê tôi làm một cái dịch vụ gọi là xem soát xét cái hồ sơ. À, phí của nó là 30 triệu. Và bên Thế Giới Di Động là chưa thanh toán. Và tôi cũng chưa thanh toán hai cái điện thoại này cho Thế Giới Di Động. Dạ. Hai bên là đều có nợ nần với nhau. Thì bây giờ là tôi muốn được khấu trừ. Tôi muốn được khấu trừ. Dạ. Giờ làm sao? Thì anh phải có hợp đồng, văn bản cụ thể đâu trong hợp đồng. Hợp đồng. Hợp đồng gì? Cụ thể cái gì? Cụ thể về cái nội dung là có trừ công nợ. Ừ. Thì mới được khấu trừ tiền đó. Hợp đồng thôi ha. Dạ. Hợp đồng thôi ha. Đủ chưa? Hợp đồng là đủ chưa? Hết chưa? Hết chưa? Đồng. Bạn đối chiếu công nợ. Rồi ok. Rồi. Đấy. Câu chuyện là vậy. Nói chung là em cũng hiểu bài. Thì tôi coi thử có trường hợp nào tôi hiểu thêm. Cái này là hỏi cho vui cho con mà đưa ra cho em cái coi thử mấy bạn này ghi gì nói. Bây giờ như thế này nha, ví dụ tôi vay ngân hàng 30 triệu trả cho Thế Giới Di Động thì có được khấu trừ thuế không? Tiền vay á, tiền vay á, dạ, chuyển cho Thế Giới Di Động luôn, ngân hàng nó chuyển thẳng qua cho Thế Giới Di Động, nó không vào tài khoản tiền gửi của tôi, rồi tài khoản tiền gửi của công ty Tín Việt. Bên thứ ba á, bên thứ ba trả hộ cho anh á. Không, ngân hàng rồi, ngân hàng giải ngân, tức là nó đưa, nó thay vì nó đưa tiền vay cho tôi là 30 triệu thì nó lại đưa cho, chuyển cho bên công ty Thế Giới Di Động. Thì câu hỏi thì em nghĩ nếu được thì sẽ được khấu trừ, nếu như mà trên hợp đồng anh nêu rõ là nêu rõ cái vấn đề mà bên nào sẽ thanh toán cho đơn hàng mà anh mua. Ừ. Còn nếu không có thì sẽ không được. Nghĩ ha. Dạ. Yeah. Nghĩ đúng không? Nghĩ vậy. Nghĩ vậy. Rồi, chốt cái vấn đề này là tiền vay thì vẫn được khấu trừ nha. Không cần phải là hợp đồng gì hết. Ê, xin lỗi, tức là không như ý em nói, hợp đồng thì bắt buộc phải có rồi nha. Yeah. Mà trên hợp đồng không có nhất thiết là phải chứng minh là tiền này là tôi tiền vay hay là tiền, miễn tôi có chuyển tiền là được. Em đồng ý không? À, cái tiền vay này không nhất thiết có nghĩa là tiền vay là vẫn được. Nó không đòi hỏi là em phải từ tiền vay vào tài khoản của công ty, rồi từ tài khoản của công ty mới chuyển qua cho bên nhà cung cấp. Nó không cần cái ý đấy nha. Đó đúng không? Dạ dạ. Ừ, coi lại trong bài nó không có ghi cái ý đấy. Nếu chưa rõ thì coi lại. Mà nó đã rõ gì rồi á, không cần phải, tức là chốt cái ý nó như vậy. Được không? Rồi. Coi thử.
tạm thời hết rồi, có gì nữa sẽ hỏi thêm, bữa nào hỏi nữa. Cái vụ này nhiều ý lắm. Tiếp, thuế thu nhập doanh nghiệp hình như chưa học ý nào đúng không em? Chưa học gì anh? Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp. Em mở đâu mất rồi. Cái mấy cái hình đây này, này. Ok. Rồi, công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng chi vớ em doanh thu cộng thu nhập khác trừ chi phí được trừ, trừ cái khoản lỗ, trừ cái khoản miễn, trừ quỹ. Hãy uống nước cho em. Xong không? Dạ, công thức rồi anh. Xong công thức. Xong công thức. Công thức này là do tôi đưa em ghi. Bây giờ em phải xem lại nghe. Ha. Dạ. Rồi. Bây giờ là việc của mình sẽ đi giải quyết từng ẩn số này. Doanh thu. Thu nhập khác. Xem lại cái gì anh? Xem lại công thức này nè. Dạ. Tức là công thức này là tóm lại giống như kiểu hôm bữa thuế giá trị tăng phải nộp ấy. Bây giờ em tìm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nó bằng cái gì, nghiên cứu trên mạng ấy, hoặc là em xem văn bản quy định của nhà nước, được không? Văn bản luật á. Nó sẽ ra nội dung giống như này, nhưng mà nó sẽ, tức là sau khi làm nhiều bước gọi là bỏ ngoặt này nọ ha, nó sẽ ra cái cuối cùng là nó ra có hai mặt như thế này thôi. Thế nó còn nhiều cái, ví dụ cái này đúng không? À, bây giờ là tiếp tục, đó là nói về ý doanh thu, đó là công thức là như thế này này, và bây giờ mình sẽ đi giải quyết. Bây giờ em có đồng ý là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nó, mình tìm ra doanh thu này, mình tìm ra thu nhập khác, mình tìm chi phí được trừ, mình tìm ra coi khá lỗ, mình coi thử là mình có được miễn không, rồi quỹ thì coi thử quỹ là quỹ gì nha, miễn là miễn gì đây, lỗ là lỗ gì, cái gì lỗ ha. Hình không? Ừ, ý là ai tìm cho xem tìm được? Thì xem quy định, tìm hiểu trong quy định nó có cái công thức này này. Dạ. Còn không cơ bản thì thôi tạm thời.
em còn nhiều thứ phải nghiên cứu quá, thôi cái này chốt như thế này đi, công thức nó như thế này nha. Giao bài tập khác để tôi chỉ làm nhiều bài tập khác. Khoản lỗ này gọi là cái khoản chuyển lỗ, miễn này gọi là những khoản miễn thuế, quỹ này, quỹ khoa học công nghệ. Chi phí được trừ là cái gì anh? Chưa, doanh thu đang nói chuyện doanh thu cái này. Chi phí được trừ từ từ, doanh thu cái này, giờ nói chuyện doanh thu. Doanh thu. Ví dụ em đi uống cà phê này nghe. Rồi em uống cà phê Tết nó có cái khoản gì phát sinh thêm ta? Phí phục vụ hay gì? Phụ thu ngày Tết đúng không? Dạ đúng rồi. Ví dụ ly cà phê nó 30.000. Bây giờ vì Tết cho nên nó thu thêm 10.000 nữa là 40.000 đúng không? Vậy câu hỏi là doanh thu của ly cà phê là 30 hay là 40? 40. Câu chuyện đó là như vậy, và thường là mình không rõ, hoặc là có thể rõ nhưng mà mình lại trốn, mình giấu. Thì ở đây có hai vấn đề, một là mình không biết mà biết và giấu, một cái nữa không biết. Em đồng ý không? Bây giờ nếu mà rơi vào hoàn cảnh này, em không biết, bây giờ lỗi do ai ha? Do ai à? Do mình thôi. Do mình không chịu học, đồng ý không? Ừ. Rồi, nếu mà mình biết mà mình vẫn làm thì lỗi do ai? Cũng do mình luôn. Rồi cách xử lý hai trường hợp này sao? Giờ thế xử lý sao mình xử lý? Giờ xử lý sao? Rồi, chốt nghe. Là ví dụ như là chẳng hạn nếu mà em không biết, cái này là do cần rèn luyện học hỏi của em, phải học hơn, nhiều hơn. Học hơn, nhiều hơn, được không? Yeah. Giờ biết mà vẫn làm ấy, thì nó là cái câu chuyện này là phải xem xét lại. Nó trường hợp này nó cũng rất là nhiều cái ý nhỏ bên trong. Ví dụ như là biết vẫn làm vì nguyên nhân, chẳng hạn như vì lý do gì đó, chẳng hạn vì ông giám đốc biểu vậy, đúng không? Nhưng mà nói góc độ thì để tôi chốt cái chuyện này luôn là nên làm đúng luật, cố gắng làm đúng luật, đúng không? Cái nào là sai thì phải xem lại, và đặc biệt là cái này tất cả mình làm là mình phải báo cáo hết, không phải tự ý quyết định, không phải tự ý là biết hay không biết cái gì đấy, đừng bao giờ là giấu. Em hình dung không? Câu hỏi bây giờ là như này, ví dụ thôi nghe. Yeah. Ví dụ như không nào, giờ ví dụ của người ta nó đơn giản, ví dụ như tôi doanh thu là 5 tỷ. Doanh thu đào tạo 5 tỷ. Em kê khai bao nhiêu là đúng? Dạ thì 5 tỷ. Rồi đúng rồi. Kê khai đúng. Thực tế là đúng. Còn kê khai ít hơn thực tế, giờ kê khai 4 tỷ 9 nó vẫn là sai đúng không? Dạ. Thì cái việc này là biết sai mà vẫn là doanh thu thực tế 5 tỷ nhưng kê khai có 4 tỷ 9 này, hoặc là kê khai nó khác chút, thôi kê khai 2 tỷ. Anh đúng không? Dạ. Thì câu chuyện ở đây là gì? Em nhìn thấy vấn đề là gì?
là nó không đúng rồi, nó sai rồi. Ok, thế cái bị thiếu 3 tỷ tiền doanh thu đúng không em? Vậy thì hồ sơ nó có đúng được không? Không đúng. Bản thân là ông đã làm cái doanh thu nó bị thiếu rồi. Và hiện tại như bây giờ là cơ quan nhà nước thanh tra kiểm tra thì người ta thanh tra chính là phần thiếu doanh thu. Chứ bây giờ là việc mà loại chi phí nó không chỉ là chuyện thường. Em hình dung chi phí được trừ không được trừ đó là chỉ là chuyện thường thôi. Bởi vì đa số là mọi người làm chi phí nó chặt chẽ, nhưng mà doanh thu thường là không ai làm đúng hết. Rất ít. Và tinh thần là người nào làm đúng làm đủ nộp thuế nhiều thì nó mới là cao thủ. Hiện tại nó bây giờ nó như vậy. Chứ không phải cao thủ là nộp thuế ít làm à. Nhưng mà thường là một số, nhưng mà cái gọi là những doanh nghiệp mà người ta muốn mình nộp thuế ít ấy, nộp thuế nhiều nhưng mà nộp, tức là kế toán làm sao để hồ sơ để nộp thuế ít, thì là kiểu người ta nhìn thấy trước mắt là như vậy, người ta vẫn vẫn muốn là như vậy, và người ta đánh giá cao cái người kế toán đó. Nhưng mà tôi thì đang đi theo cái lộ trình nó khác, có nghĩa là mình làm việc với những công ty là làm đúng làm đủ nộp thuế nhiều, tức là nộp thuế hợp lý, tôi cũng không dám nói nhiều nhưng mà hợp lý, thì góc độ là như vậy, mình đi theo con đường đấy nó sẽ tốt hơn. Bởi vì bản thân nó là nó sẽ gần đến cái đúng đúng nhất, đúng không? Dạ. Yeah. Nắm rõ ý này đúng không? Dạ. Yeah. Và bữa sau là doanh thu 5 tỷ mình kê khai 2 tỷ hay là 3 tỷ? 1 tỷ 9. 1 tỷ 9 à. Câu chuyện đấy là mình hiểu thế nào là đúng. Ví dụ ông giám đốc doanh nghiệp, ông chủ doanh nghiệp, giám đốc cái công ty mà mình làm ấy, đã hỏi mình giờ làm sao cho đúng, em làm hay bây giờ ý nói em ấy. Yeah. À, hỏi em bây giờ là giờ làm sao cho đúng em. Bây giờ anh á, là 5 tỷ tiền doanh thu này, để em kê khai báo cáo nhà nước là bao nhiêu là được. Đâu? Yeah. Bao nhiêu là đúng? Giờ kê khai nhiêu? 1 tỷ được không em? Tỷ rưỡi. Tỷ rưỡi hay tỷ 8 gì đấy. Đấy. Để em coi kê khai như vậy, báo cáo nhà nước như vậy. Đâu? Ông hỏi mình làm vậy được không? Đúng không? Em trả lời sao? Thì đúng, thì đúng thì không đúng rồi, bây giờ ông bắt làm thì phải làm. Cái phần này chắc là nó nằm ở phần kỹ năng rồi, cái này mình sẽ từ từ nha. Dạ. Làm việc tiếp, nhưng mà câu hỏi này để cho nó gieo trong đầu em một cái gì đó sơ sơ để em có một cái nhìn, cách hình dung sơ bộ, đúng không? Rồi mình sẽ thảo luận nhiều hơn, tại vì nó trên tinh thần là linh động ứng biến. Và đặc biệt mình phải hiểu một việc, 5 tỷ là kê khai 5 tỷ là đúng, 4 tỷ 9 là sai, đúng không? Và phải kê khai 5 tỷ, báo cáo nhà nước 5 tỷ là đúng, nó là như vậy. Và thôi, nó còn nhiều thứ nội dung sau, giờ nói qua nó sẽ bị đối với nội dung. Giờ sơ sơ vì cái nội dung là doanh thu, là thường là mọi người không kê khai đúng, không kê khai đủ. Ví dụ có 1.000 khách hàng không kê khai hết 1.000 khách hàng, hoặc kê khai là 600, 700, 800, 500 gì đấy khách hàng, là như vậy là đang thiếu rồi, không đúng thực tế, đúng không? Bởi vì nhà nước là quan tâm là ông kê khai đúng đủ, chứ không quan tâm là vấn đề là như thế nào. Họ không nói về chấp nhận cho ông lỗ 3 năm hay là năm đầu phải lỗ, năm sau phải lãi rồi hay là cái gì, không phải. Vấn đề thực tế như thế nào ông có làm đúng thế là hợp lý. Bởi vì thường ông làm cái gì dấu này đường nào nó không lộ. Em mới đồng ý nói láo nó có khỏe mà nó sẽ lộ, đúng không? Dạ. Nó là như vậy. Cho nên là mình nên đi theo cái hướng đấy mà mình làm việc với những doanh nghiệp như vậy là tốt nhất trước cho mình. Và như vậy thì đòi hỏi là mình phải hiểu luật, nắm luật thì tư vấn mà làm nó mới đúng được. Đồng ý không? Dạ. Đó. Nên hiện tại thì tôi đang đi theo con đường đấy. Trước đây thì ra trước đây hồi xưa thì nó cũng có mang cái dáng dấp hay làm cái kiểu gì đấy, và những người mà có lẽ những người đã đang làm theo cái kiểu đấy thì giống tôi hồi xưa. Giờ tôi không làm vậy, tức là đi vào đúng ổn.
đúng rồi, làm đúng rồi. Tại thiệt ra nói về góc độ đâu đó người ta ngồi nói, thiệt ra như tôi thấy là làm đúng luật cũng khó lắm á, đừng nói chuyện trốn luật ha. Bởi vì bản thân ví dụ mình làm, do là như như hiện tại tôi cũng làm một số công ty cũng mang tính chất là ngoại quốc một tí, những công ty lớn một tí ha. Thì họ yêu cầu mình làm đúng chuẩn á, yêu cầu mình làm sao, không có yêu cầu mình trốn thuế gì đó, cần như vậy ông làm được chưa? Không đúng luật dạ. Tôi cần đúng luật ông làm được không? Mấy mấy cao thủ, tại vì những công ty đó nó cần như vậy và nó cần tư vấn bài bản, nghĩ sao sao. Còn những công ty quá nhỏ thì họ đang lợi dụng an gian tiền thuế để gì đó, ha? Một câu chuyện khác. Nói nó là cái chắc hơi tế nhị ha, nên em ghi nhận góc độ nha. Rồi tiếp, chi phí được trừ, em nhìn kỹ nha. Đây là doanh thu nha, đây là chi phí được khác trừ. Ủa, còn thu nhập khác? Từ từ, thu nhập khác, các cái nội dung phần thu nhập khác. Cái chi phí được trừ, em thấy cái chữ được trừ nó đang nhấn mạnh màu đỏ, em thấy không? Dạ yeah. Vậy thì câu chuyện ở đây là gì? Nó phải là chi phí được trừ, nó mới để đặt vào cái chỗ đó để trừ. Em đồng ý không? Đây này, doanh thu, thu nhập khác cộng lại trừ chi phí được trừ. Nếu mà nó không phải là chi phí được trừ thì chỗ này coi như là bằng không. Em đồng ý không? Dạ. Tức là nó không phải là chi phí được trừ thì chỗ này không có. Đồng ý không? Dạ. Còn nếu mà lỗ, không có lỗ thì chỗ này cũng không có luôn. Bỏ bằng không. Rồi miễn mình không có thì bỏ bằng không. Chỗ này quỹ, quỹ khoa học công nghệ nó không có thì chỗ này bằng không, đúng không? Thu nhập khác nếu không có là chỗ này bằng không. Doanh thu có không? Nếu mà kinh doanh không có doanh thu thì thôi coi như không, không luôn, đúng không? Nhưng mà vẫn có khả năng trường hợp không có doanh thu nhưng mà vẫn có chi phí, đồng ý không em? Dạ. Thì về cơ bản bây giờ là câu chuyện là mình đang tìm hiểu cái ẩn số là chi phí được trừ. Câu hỏi đặt ra là thế nào là chi phí được trừ, hoặc là chi phí được trừ là điều kiện là gì? Hả? Điều kiện này nó là phải kết hợp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có thật là sao biết không? Là có thiệt ấy, có nghĩa là không có láo ấy. Dạ. À, hai từ nó cũng gần giống nhau nhưng mà nhưng mà nó là như vậy. À, rồi phải có hóa đơn chứng từ này. Cái này là tôi đang ghi từ khóa cho em, chắc là phải ghi thêm hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Quá, câu hỏi thế nào là hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật, đó là một câu hỏi cần phải hỏi nào, đúng không? Rồi câu hỏi nữa là ủa là có thật là sao, rồi phục vụ là thế nào, là phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là hiểu sao. Cái này đơn giản thôi nha, nhưng mà là mỗi sẽ là một trùi mình một đóng thông tin kiến thức á. Ví dụ như bây giờ theo em thế nào là có thực? Thì nó có xảy ra cái trường hợp chi phí đó. Ví dụ nha, công ty Tín Việt chi ví dụ thôi nha. Dạ. Dù nó nghe có vẻ to to tí, thực ra công ty chi nó ít thôi nha. Ví dụ chi 100 triệu dẫn công ty đi du lịch Đắk Lắk. Được không? Dạ. 30/4/1 năm. Năm 2021. À 30/4/1 năm 2 năm, đấy, 3 ngày. 3 ngày 2 đêm. 100 triệu. Có hóa đơn. Nhưng mà cơ quan thuế vô nói không có thực. Em hiểu không? Đấy, người ta loại chi phí này mình xét là chi phí không được trừ, bởi vì mình đang thấy là hóa đơn là chi phí là được trừ. Nhưng mà giờ cơ quan thuế nói là không được trừ bởi vì nó không có thật.
vài câu hỏi để em cái trường hợp này em thấy sao, em hiểu ý cái chữ thực chưa? Không, vì đơn giản ngày 30/4/1 năm ấy là công ty tôi đâu có đi đấy, lịch là 30/4/1 năm đi Đắk Lắk đâu có đi được, hủy à? Tối 30 hủy, ủa sáng 30 có nghĩa là tối 29 á, 12 giờ hủy keo, anh hiểu không? Tức là phải như em nói đấy, nó có xảy ra thực tế đúng không? Rồi bây giờ phục vụ là sao, hiểu sao phục vụ cho hội đồng sản xuất kinh doanh này? Thì phục vụ cho hội đồng sản xuất kinh doanh à, rồi để tôi giải thích cho này, cái ý nghĩa của cái việc phục vụ cho hội đồng sản xuất kinh doanh đấy là câu chuyện là gì? Nó là trực tiếp hoặc là gián tiếp giúp tạo ra doanh thu ở mặt tương lai à, hiện tại. Trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra doanh thu. Tạo ra doanh thu tức là nó giống như góp phần tạo ra doanh thu ấy. Dạ yeah. Ví dụ như bây giờ tôi dẫn bé tôi đi chơi, giờ sao biết nó suy nghĩ mà tùy tình huống thôi, giờ làm sao biết, thì cái đấy là cái sự vận dụng ứng biến của em đúng không? Ý là giờ mình tôi đưa mình... ra ví dụ này, giờ tôi đưa ra ví dụ này, ví dụ như mình bây giờ được, là không thấy không được sao, bản thân em thấy không được đúng không? Đấy là mình thấy được mà thấy không được thì em phải bảo vệ ý kiến của mình. Ví dụ cái trường hợp nào thì cái đấy em phải tham khảo lại, xem lại bản thân này. Đầu tiên nếu mà em thấy không được là em phải loại, em đã thấy không được mà em vẫn có chấp nhận đưa nó, mặc dù em thấy là nó không có phải là chi phí được trừ nhưng mà em vẫn đưa vô, đó là em sai. Còn bây giờ em là thấy được trừ, em thấy được nhưng mà cơ quan nhà nước thấy không được, thì cái này là em phải xem lại. Thứ nhất là nó phải có thật, thứ hai là giúp tạo ra doanh thu, nó phục vụ cho hội đồng sản xuất kinh doanh. Vì bản thân em là người làm công ty, em phải hiểu rõ nó có giúp được tạo ra doanh thu hay không chứ. Em hiểu không? Dạ yeah. Như câu chuyện ở đây tôi kể một ví dụ như thế này. Là cái câu chuyện này là do ông thầy của tôi, ông dạy, ông nói. Và ông chính là cán bộ thanh tra Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Ông mới dạy, ông mới nói như thế này. Tức là bản thân là có cái công ty to, người ta mua du thuyền vừa đưa làm chi phí, đó là tài sản cố định. Thì bây giờ là có hóa đơn chứng từ là có thực có du thuyền này họ. Bây giờ cơ quan nhà nước thanh tra thuế, người ta vô loại chi phí đấy, nói là chi phí này không phục vụ cho hội đồng sản xuất kinh doanh. Em hiểu ý không em? Dạ. À, rồi xong câu chuyện tiếp theo là gì? Thì bên đây không chịu kiện. Rồi theo em anh nào thắng? Em thấy nó phục vụ không? Ở đây là một cái chi phí đó là chi phí gì anh? Cái du thuyền ấy, cái du thuyền. Ví dụ em mua xe ô tô đúng không? Dạ. Thì ông doanh nghiệp này ông mua du thuyền. Nhưng mà giờ doanh nghiệp đó hoạt động về lĩnh vực gì? Lĩnh vực gì hả? Dạ. Mình mà biết là mục đích du thuyền nó làm gì, mục đích của nó sử dụng vào việc gì thì mới biết là nó có tạo ra doanh thu được hay không chứ. Buôn gỗ. Buôn gỗ. Buôn gỗ mua du thuyền hả? Mua du thuyền chở gỗ hả? Theo em thì không được loại trừ. Thì câu chuyện á là nghe tiếp câu chuyện không? Dạ. Rồi. Khi mà thanh tra người ta loại thì cái doanh nghiệp này người ta không đồng ý và người ta đi kiện cơ quan thuế luôn. Em thấy góc độ
Dạ. Cái góc độ là ghê không? Đấy, tôi làm đúng á. Và bây giờ dám cả gan đi kiện nhà nước, ghê không? Để một mặt cho em thấy là đâu đó là mình vẫn có, tức là cũng đã có những người trước, người ta có những hành động táo bạo, đúng không? Bảo vệ quan điểm. Và ở đây nó cũng có rất là nhiều cái trường hợp giống giống vậy nha. Tức là họ không đặt nặng vấn đề này nọ, nhưng mà họ đặt nặng vấn đề là đúng sai. Thực ra như cái toán mà như gọi là như như tôi đang làm, có một số trường hợp là có thể tôi làm đúng, nhưng mà trong số một số trường hợp nó lại là sai. Thì mình cái đối với cá nhân mình đúng, nhưng mà thanh tra kiểm tra nó là sai. Bây giờ có một số người trường hợp người ta là chấp nhận chạy tới bến để chứng minh là mình làm đúng, để chứng minh không phải chứng minh với thuế mà là chứng minh với doanh nghiệp mình đang làm là tôi đang làm đúng, chứ không phải chứng minh với thuế đâu, mà là chứng minh với doanh nghiệp mình đang làm. Em hiểu không? À, thì quay lại vấn đề ở đây thì đó là tôi đang kể những quan điểm của những người ở bên ngoài kia nha. Và bây giờ là quay lại cái nội dung câu chuyện tiếp tiếp cái câu chuyện lúc nãy, đó là cái đơn vị này người ta kiện, và khi kiện lên tòa xử thì cái câu chuyện này tôi đang kể là ông cán bộ thuế thanh tra ông kể lại, chứ tôi không có chứng kiến cái vụ việc này, ông thuế ông kể nha. Dạ. Ông cán bộ ông thầy tôi ấy. Thì ông mới nói vậy, bên doanh nghiệp người ta nói một câu một mà tòa xử. Doanh nghiệp nói khách của tôi ấy thì chỉ có ngồi trên du thuyền của tôi mà ký hợp đồng. Đấy, một câu một duy nhất. Đấy là ông thầy tôi kể, tôi không có chứng kiến cái thầy cái tòa đấy nha. Và báo thì tôi cũng không đọc, nhưng mà thầy tôi ông dạy cho tôi những cái thứ mà tôi đang nói với em đây. Yeah. Và khi mà doanh nghiệp thắng á thì ông thầy tôi là người mà gọi là cũng là người viết quy định và sửa quy định, em hiểu không? Sau đó là quy định nhà nước có thêm là chi phí mấy cái thứ đấy là sẽ bị loại, em hiểu không? Hiểu không? Được loại chứ, đúng không? À, quy định nó nói rõ thêm á. Quy định nó ghi rõ thêm là cái chỗ đấy bị loại. À, tàu bay vô thuyền là bị loại. Ý là phải nêu rõ thêm đó chứ, kia là chưa. Trước đó là quy định không có. Chứ yeah. Nó quy định không có. Đấy. Còn ý nói là ở đây là gì? Là mình hiểu quy định, mình cứ làm. Nha. Mà tốt nhất á là em nên là gửi văn bản cho cơ quan nhà nước. Gửi văn bản cho cơ quan nhà nước chứ không phải là em alo hay là nói chuyện là nó mang tính chất tham khảo, không? Đó là kinh nghiệm làm việc của tôi. Yeah. Đó, là cấp độ là như vậy. Tại vì lời nói gió bay, họ không phải là họ không quan tâm, mà là mình đang làm việc phải có chứng cứ. Em nói không? Yeah. Đó, đó là như vậy. Thì cái chỗ này nó là một ý rất là hay mà em nên nghe câu chuyện, mà đó là câu chuyện tôi cũng ghi nhận trong đầu rất là nhiều lần và nó để cho nó nhớ trong đầu, để nó là bài học cho tôi và từ giờ chia sẻ lại cho em đấy. Yeah. Nó là góc độ là như vậy chứ. Đấy, câu chuyện đơn giản vậy thôi. Em thấy là không được, nhưng mà ông doanh nghiệp ông thấy được, mà cơ quan thuế thấy không được. Không? Yeah. Và ông nói một câu đấy. Doanh nghiệp này cứng cửa, giỏi á. Đúng rồi, doanh nghiệp này giỏi quá giỏi. Và nó cũng như là doanh nghiệp lớn. Liên quan gì tới mấy cái ông gì, hình như là gì ấy? Mấy ông bầu, mấy ông to ấy. Nghiệp lớn. Tức là những con người mà làm trong bộ máy cái đó, người ta cũng là rất là thông minh, tài giỏi. Yeah. Người ta cũng hiểu luật rất là kỹ. Và thiệt ra thì hơn nhau là người nắm luật sâu hơn, kỹ hơn. Yeah. Thế nên là việc em đang học là đúng chứ không sai nha. Chỉ có sai là em học không hết thôi nha. Lười học thôi chứ không có gì sai đâu. Đấy, thì còn thế nào là hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định? Em ghi thêm cái ý là hóa đơn chứng từ nha, hợp pháp theo quy định của pháp luật nha. Yeah. Ừ. Chứ ghi mà hóa đơn chứng từ không là chưa đủ đâu. Do tôi ghi từ khó để tôi giảng dạy, ghi cho nó. Dạ, để em chút. À. Dạ rồi anh. Ừ rồi. Mình điện thoại chút. Ví dụ gì vậy?
Ây da, vợ tôi mới gọi Hà Nội cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 4 tháng 5. Ủa? Anh ra đó dạy hả? Tôi đi làm công tác bên gọi là liên quan đến thanh tra kiểm tra thuế. Dạ. Chỉ giờ khỏi đi luôn hả? Đó, đặt vé em chiều mai đi mà. Ba người. À, có nghĩa là cái này không liên quan gì tới anh hết. Có liên quan. Và nói chung là nên là có liên quan, có nghĩa là giờ là Hà Nội chưa có nói gì nhưng mà đang cho nghỉ học thì nó cũng có biến động. Mà tôi đi ra ngoài đấy, tức là đang ngoài miền Bắc nguy hiểm, em hình dung không? Sợ là nói chung nhiều thứ mà giờ công việc nó dính vậy thôi, giờ lịch nó vậy đang lăn tăn. Rồi lại thêm đó là thêm là bây giờ rủ vợ ra đây chơi ác. Sếp em ở ngoài ngồi đó bay vô miết mà tuần nào không vô. Ôi trời ơi, sếp em khác. Ôi trời. Ý là anh đi được thì anh cứ đi bình thường thì sao đâu. Thì đi thôi, nhưng mà ý là cũng lăng tăng chứ em. Dạ. Điều cũng phải cẩn thận. Như bữa đi Đắk Lắk ấy, thì thực ra nó cũng cũng có thể đi được. Nhưng mà bên này cũng chắc ăn. Cho nên là hủy cái đó rồi. Cái là hủy. Rồi, tiếp đi nha. Rồi, hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Nha. Dạ. À, thì câu chuyện là hóa đơn thế nào là hợp pháp theo quy định pháp luật thì nó lại là phần hành của hóa đơn. Là mình sẽ học tiếp. Còn em có thể nghiên cứu. Cứ từ khóa này em phải hỏi. Ghi rõ là nghiên cứu. Bây giờ tạm thời tôi ghi cái này để ghi chú lại. Rồi em lại để dành phần này qua học phần hóa đơn. Đó. Dạ. Rồi. Rồi tiếp nữa bây giờ là ví dụ như bây giờ là, tức là nó nói luôn cái quy định là ý thứ ba, đó là tổng thanh toán mà nó lớn hơn bằng 20 triệu thì phải thanh toán khác tiền mặt. Dạ. Tức là nó phải đầy đủ ba yếu tố. Một là phải có thực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai là phải có hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật. Thứ ba, nếu mà hóa đơn ấy đầu vào đấy mà nó lớn hơn bằng 20 triệu thì phải thanh toán khác tiền mặt, tức là không dùng tiền mặt thì mới được xét là chi phí được trừ. Thì em thấy ba cái này nó gần giống như bên bên nào có giá trị tăng, đúng không? Dạ. Rồi câu hỏi, nếu mà nó là chi lương ơi, em hiểu không? Dạ. À, chi lương, ví dụ lương tôi bây giờ Tiến Việt trả lương cho một bạn, bạn ấy lương là 30 triệu một tháng, đúng không? Thì câu hỏi có hai trường hợp. Một là chi tiền mặt cho bạn đấy 30 triệu một tháng. Cái trường hợp thứ hai là chuyển khoản cho bạn đấy 30 triệu. Thì câu hỏi trường hợp nào thì được xét là chi phí được trừ? Hiểu câu hỏi không? Dạ. Thì em nghĩ chứ, nếu mà chi bằng chuyển khoản đó thì được trừ, còn nếu mà chi 30 triệu đó chi bằng tiền mặt đó, thì chi phí đó không được trừ. Rồi. Tôi nghĩ là cái này nên để dành làm bài tập về nhà nha. Đúng không? Em nói đúng không anh? Không. Không hả? Không thì sao làm bài tập được? Ủa, bài tập là nghiên cứu cái câu hỏi mà tôi vừa hỏi mà. À, em hiểu. để em ghi vô mai em nghiên cứu chứ. Rồi, cái câu này có game có thưởng nha, bức thưởng như cũ nha. Ví dụ chi lương 30 triệu bằng tiền mặt với không bằng tiền mặt, cái nào được loại trừ? Thì cái nào được trừ? Cái nào được trừ thì cái nào được trừ, cái nào không được trừ? Chưa chắc là câu này tôi nói trả lời là biết đâu câu này nó đúng sao. Nè, nói chưa đúng. Không thì tôi thích nói vậy, giờ quan trọng là gì, giờ em trả lời một câu chốt cuối cùng về nhà nghiên cứu câu này nha. Dạ. Rồi xong cho tôi câu trả lời. Đấy. Trên mạng nó lạ lắm nha. Đấy, câu trả lời theo ý tôi thì em sẽ có đúng phần thưởng của mình ha. Rồi xe thì cái chuyển khoản internet banking.
phần thưởng như vậy nha. Ok. Ok. Đào đọc lại câu hỏi với mày. Chứ không 21 mà mình lộn kèo cái. Câu hỏi là chi lương 30 triệu. Một là thanh toán bằng tiền mặt, hai là thanh toán bằng chuyển khoản, cái nào là được trừ? Cái nào không được trừ? Được trừ hay không được trừ? Cái nào không được trừ hả? Cái nào không được trừ và cái nào được trừ. Ok chưa? Dạ. Yeah. Rồi. Phần thưởng cũng khá khá nha, lớn lớn nha, cho nên cũng hãy lưu tâm để bài tập chút nha. Okay. Rồi. Ok, tiếp tục. Tìm à. Rồi bây giờ nội dung tiếp theo á, là mình sẽ đi vào cái nội dung là chi phí không được trừ. Còn lỗ miễn anh. Quỷ. Đúng, từ nó đang cái không được trừ nó chính là cái mà để giải tỏa cái vấn đề là được trừ ấy mà. Này. Dạ. Cái này là nội dung tôi cũng tóm tắt. À. Em đang ghi hả? Thì không, em chờ anh giảng với em ghi chứ. Ủa vậy hả? Sao thấy em ghi cầm cùi? Tôi đọc ra nói đang được vậy. Rồi. Em đang đọc. À, đang đọc. Rồi, bây giờ đấy. Chi phí. Bây giờ trước khi nói nội dung từng ý một ấy. Dạ. Yeah. Thì là nội dung này nó cũng có rất là nhiều nội dung, nhưng căn bản là mình cứ đi làm theo từng ý như tôi đã tổng hợp nhỏ lại. Sau đó là mình sẽ có một buổi là thảo luận. Thảo luận lại, có thể là tôi sẽ cho ví dụ hoặc là tôi sẽ cho thêm nữa là cho bài tập. Tức là nó ba cấp độ rồi. Hỏi đáp. Đúng không? Tức là cơ bản là em trình bày và tôi nói đúng hay sai. Cái thứ hai là tôi đưa tình huống. Cái ba là đưa tờ giấy cho em làm bài tập. Yeah. Bây giờ câu hỏi chi phí không được trừ là chi phí gì, là hiểu sao? Không được trừ thì chi phí đó vẫn được phải tính vô doanh thu. Vẫn nằm trong doanh thu, không được loại ra. Không phải. Không phải hả? Không phải. Ủa? Bây giờ vậy này nghe. Ví dụ như thế này nghe. Tôi có doanh thu là 5 tỷ. Được không? Doanh thu đào tạo là 5 tỷ. Xong đó là tôi có mua một chiếc xe là 1 tỷ. Tiền vé máy bay là 200 triệu. Là 1 tỷ 2. Rồi 800 triệu là tiền chi cho giáo viên. Là tổng cộng là 2 tỷ đúng không em? Dạ. Yeah. Bây giờ là hỏi em này. Cái chi phí mà chiếc xe ấy, là tôi thanh toán tiền mặt. Dạ. Yeah. Thì nếu mà tôi thanh toán chuyển khoản thì cái xe đấy được xét là chi phí được trừ đúng không? Dạ. Yeah. Thì sẽ là đúng theo bài bản đó là 5 tỷ trừ 2 tỷ đúng không? 5 tỷ trừ 2 tỷ còn là 3 tỷ là lãi đúng không? Dạ. Doanh thu 5 tỷ trừ chi phí 2 tỷ là còn lãi 3 tỷ chứ sao? Dạ. Nhưng bây giờ là cái chiếc xe ấy, là tạm ví dụ thôi nha. Chi phí chiếc xe nó không phải là chi phí được trừ nữa, nó đâu đảm bảo 3 tiêu chí đúng không? Nó không đảm bảo 3 tiêu chí thì về cơ bản là nó không được trừ. Đúng không? Một trừ vậy 1 tỷ đó tính vô đâu? Chị đang nói này. Dạ. Thì bây giờ lãi nhiêu? Không, lãi 5 tỷ. Ừ.
Lãi bao nhiêu? Lãi hả? Doanh thu 5 tỷ. À lãi bao nhiêu hả? Lãi 3 tỷ. Ê, à, nãy là nhiêu? Đây đây Doanh đây thu đây, 5 tỷ. từ từ từ, là bài tập, trên giấy, doanh thu này. Doanh thu là 5 tỷ đúng không em? Dạ. Chi là 1 tỷ. 110 tỷ ấy, nha. Không ha. 1 tỷ. Cho nó đúng nha, chứ không nói rồi sao này nó hiểu nhau. Chi đưa hàng vô là nó sai, nó phải tính khấu hao nha. Được không? Dạ. Rồi, xong đó là vé máy bay 200 triệu, rồi đi lương giáo viên 800 triệu. Đấy. Thì hay còn gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là bao nhiêu? Đúng không em? Hình dung câu câu cái đề bài không? Tóm lại cái cuối cùng của mình á, là mình phải làm sao tính được cái thuế thu nhập nghiệp phải nộp, là cái gọi là quyết toán thuế thu nhập nghiệp, là cái công chuyện mình đang học đây, là công việc mà nhà nước đang cần đây, là doanh nghiệp cần, là mình để mình xác định số thuế này này. Vậy đó, nhiều nhiêu đó đúng không? Nhưng mà trước tiên là tính được thuế thu nhập nghiệp thì em biết cái công thức này, quay lại công thức này bằng này doanh thu này đúng không, cộng này thu nhập khác này, trừ này chi phí được trừ này, rồi trừ gì nữa em, lỗ này, trừ miễn này, trừ quỹ này đúng không, đóng ngoặc này, nhân thuế không em? Rồi bây giờ bàn này, doanh thu bàn nhiêu? 5 tỷ, mực 5 tỷ. Đấy. Còn thu nhập khác không có đúng không? Trừ chi phí được trừ là nhiêu? 9 tỷ. Đâu 9 tỷ đâu? Tiền 10 tỷ là khấu hao hết 1 tỷ. À, tức là cái khấu hao chính là chi phí khấu hao nha. Đúng không em? Còn cái đây là đây này, 1 tỷ này. Rồi, trừ tiếp này, chi phí vé máy bay là 200 triệu này. Đúng không? Trừ tiếp cái tiền lương này. Rồi mấy cái khoản lỗ ra là coi như không có, trừ không, miễn coi như không có, trừ không. Em đồng ý không? Từ Rồi nhân từ. được. Từ từ. Thì cái đề nó như thế này, cái đề nó như thế này đúng không? Ý, xe 10 tỷ mình mua 10 tỷ mà sao mình trừ 10 tỷ mà mình trừ 1 tỷ anh? Rồi cái này là một bài học mà vấn đề liên quan đến phần kết cấu hao. Rồi, quay lại là sẽ phải nói về vấn đề kết cấu hao, cái này chắc là em phải nghiên cứu lại nha, nhưng mà vấn đề nghiên cứu lại thì để tôi sẽ nói chỗ này. Tức là lúc nào cũng vậy, là cái món mà liên quan tới tài sản của định ấy, thì em phải trích khấu hao tài sản của định. Cái này này, tài sản của định ấy, đó là tài khoản 211. Chi phí khấu hao đó là tài khoản 214. Em hiểu không? Khấu hao này nó sẽ đưa vào chi phí, ví dụ chi phí 602, tài khoản 602 thì nó trở thành chi phí khi nó là trích khấu hao, chứ mình không có phải đưa một cục tài sản đấy là đưa vô là chi phí liền. Em hình dung là ví dụ như mình xây cái nhà là 10 tỷ
thì bây giờ mình đưa vô tài sản là 10 tỷ là cái chúng ta nha, cái nha. Thì bây giờ đưa vào chi phí á, là mình sẽ đưa vào ví dụ trong vòng 6 năm hoặc là 10 năm hoặc là 7 năm hoặc 8 năm hoặc 9 năm, tức là theo quy định của nhà nước nó có cái này là em lại nói thêm thông tư nữa là lại gãi đầu là nói nữa hơn. Tạm thời cái này mình sẽ nói về vấn đề về Anh nói ấy, em đang hiểu mà. thì cái này nó có một cái thông tư, tôi chưa nói sâu phần này, thông tư 45 2013 Bộ Tài chính. Nói về cái khoa tài sản. Nói chung tài sản mua gì mua về trích khấu hao thì Nó nói sâu về cái cái thông tư này hay lắm nha. Anh em. Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản này. Em nhìn thấy rõ. Dạ. Thấy được đúng không? Nè. Ví dụ như bây giờ xe là nó là phương tiện vận tải bằng đường bộ này, đây này, thiết bị và phương tiện vận tải này, phương tiện vận tải bằng đường bộ là 6 đến 10 năm, tức là đây là nhìn này. Nó sẽ là thời gian trích khấu hao tối thiểu, thời gian trích khấu hao tối đa. Tại Nhưng mà nó phải quy định là ví dụ như cái xe đó mua bao nhiêu tiền thì nằm trong vòng 6 hoặc 10 năm cho anh đúng không? sao? Không. Hay Em là tức là giá trị bao nhiêu là tài sản, mà giá trị bao nhiêu thì không phải là tài sản không? hình như trên 30 triệu. Như này. Điều số 3 này nha. Điều 3 này, quy định về quản lý tài sản này, điều số 3, tiêu chuẩn và nhận biết tài sản của định này. Này, nó có ba ý này. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai về việc sử dụng tài sản. Nó giống như ý là có phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh á, em nhớ Dạ. không? Ý thứ hai là thời gian sử dụng trên năm. Cái thứ ba là nguyên giá phải xác định một cách đáng tin cậy và chắc chắn này. Xác định một cách đáng tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên. Từ 30 triệu đồng trở lên. Em hình dung không? Đó. Dạ. Ở bữa trước á, là vì lý do tôi không có nói rõ thì thực ra nói chung là đó là chủ đích của tôi. Bởi vì về cơ bản á, tôi luôn nhận định là cái này là cái nó là con số mình dễ nhớ. Về ba cái nội dung này này nó cũng hơi khó nhớ. Mà chỉ cần nhớ con số 30. Từ 30 triệu đồng trở lên này. Đúng không? Bởi vì về cơ bản thì tôi nghĩ là cái này là ví dụ 5 triệu, 10 triệu thì tôi nghĩ nó không sai trên 5. Đồng ý không? Rồi thu được lợi ích kinh tế thì tôi nghĩ cái này nó cũng có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai. Hiểu ý không he? Có nghĩa Dạ. là cái hai cái ý trên ấy nó tôi nghĩ là rất rất dễ để thỏa mãn. Cho nên là có thể là cũng không cần phải nhớ, mà chỉ cần nhớ cái chỗ từ 30 triệu đồng trở lên. Nhưng mà giờ đã học thì phải học bài bản thì nó phải đầy đủ ba ý. Em hiểu ý không? Dạ. Nhưng mà câu chuyện để em nhớ là em nhớ giùm tôi con số từ 30 triệu đồng trở lên. Được không? Vậy thì cái thời gian khấu hao này là mình muốn cho bao nhiêu mình cho anh? Chờ 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 chờ. Không phải. Thời gian trích khấu hao nó là đây.
câu chuyện là đụng chạm vấn đề này là nó có quy định thời gian là từ 6 đến 10 năm. Thì em là một là 6 năm, hai là 7 năm, 3 8 năm, 4 là 9 năm, 5 là 10 năm, em chọn khung nào tùy em. Còn câu chuyện là làm thế nào để có chọn phương án nào thì câu chuyện này là em cứ ghi vô vở là thắc mắc là sẽ được giải đáp tiếp. Được không em? Tức là vì sao chọn 6 năm, vì sao chọn 7 năm, vì sao chọn 8 năm, vì sao chọn 9 năm, vì sao chọn 10 năm là tùy vào mỗi công ty, tùy vào quyết định mỗi lúc của mình. Và tôi sẽ chỉ cho cái cách đấy. Em hình dung ý này không? Dạ. À, nhớ ghi câu hỏi lại nghe. Chứ không phải tôi xù đâu nghe. Xù. Rồi. Đâu mất là bài tập đây này, quên cho nên nói tiếp này. Cái vấn đề ở đây á, là em mua cái tài sản này và gì em chỉ đưa vào vô trích vào chi phí thì nó là 1 phần 10 hoặc là 1 phần 8 hoặc là 1 phần 7, 1 phần 6, 1 phần 9 thì tùy do cái số năm của mình. Tại vì tài sản mình xài trong vòng 10 năm thì mình trích khấu hao mỗi năm mà 1 tỷ. Em đồng ý không? Trong trường hợp này không? Cái đề nó như vậy. Được. Dựa vào số năm gì anh? À, ấy là đấy là xài thì cái tài sản này là sử dụng trong vòng 10 năm. Thì tài sản này tôi đăng ký sử dụng 10 năm. À, trời trời em xíu, hình như pin em nó bị à, tôi mới nghe kêu cái tụt ở đâu á. Dạ anh nói tiếp nha anh. Rồi. Em sử dụng trong vòng 10 năm thì bây giờ là mới năm đầu tiên mà em đã quất hết 10 tỷ ấy, đưa vào chi phí luôn thì 9 năm còn lại là tiền đâu mà đưa vào chi phí, em hiểu ý không? Dạ. Và em phải hiểu một cái vấn đề rất đơn giản là gì, là nhà nước á, là không thích cái chuyện là, tức là nhà nước thích cái kiểu là gì? Rải đều. Sử dụng trong vòng 10 năm thì năm 1 là đưa vô chi phí là nhiêu? 1 tỷ. 1 tỷ. Rồi năm 2? 1 tỷ. 1 tỷ. Rồi năm 3? 1 tỷ. 1 tỷ. Đấy, vâng vâng. Em hình dung không? Dạ. Cứ mỗi năm 1 tỷ như vậy là hợp lý. Giống như em phân bổ gì đó, phân bổ công cụ dụng cụ trong vòng 3 năm, ví dụ vậy. Thì em phải chia cái món tài sản công cụ dụng cụ chia làm 3. Thì mỗi năm là 1 phần 3, đúng không? Ok chưa? Rồi. Em... Vậy thì bây giờ câu chuyện ở đây là gì? Là cái chi phí 1 tỷ đấy này. Là đang xét chi phí 1 tỷ này gọi là chi phí được trừ. Em đồng ý không? Dạ. Yeah. Thì được trừ cho nên nó mới đứng vào đây. Đấy, hai cái màu vàng ấy. 1 tỷ này. 200 và 800 là được trừ nó mới đứng vào đây. Còn nếu mà nó không được trừ thì chỗ này nó lại bằng không. Em hiểu ý chỗ này không? Dạ. Đó. Thì câu chuyện là gì? Là mình sẽ phải biết là cái chi phí nào được trừ và cái chi phí nào thì không được trừ. Câu hỏi tiếp theo, cái 200 triệu này có được trừ không? Nhìn vào đây có được trừ không? Đấy. Rồi cái 800 triệu này có được trừ không? Đấy, em hiểu câu hỏi không?
Và để làm rõ câu hỏi thì mình lại đi qua đây. Rồi nghiên cứu đây. Cái khoản một là chi phí không được trừ đây. Câu trời ơi. Sao tôi chụp tôi đánh dấu đàng hoàng mà khi mà gửi lên nó lại không có đàng hoàng ấy. Rồi đấy, có nghĩa là gì? Em nhìn thấy này, nó có những cái này, những cái gạch này này là không được trừ, cái này được trừ, không được trừ, không được trừ, không được trừ, đa số trong đây không được trừ hết là đa số, anh hiểu không? Dạ. Tôi nói một ý, ý số 5 này em nhìn này, chi khấu hao tài sản cố định không ghi trong sổ sách không được trừ, có nghĩa là nằm trong cái danh mục này này thì sẽ không được trừ. Nhưng mà để tránh bị nhầm lẫn ấy, tôi mới ghi thêm như thế này. Có nghĩa là gì? Nếu muốn được trừ thì em phải ghi trong sổ sách. Ghi Em trong hình sổ dung. ghi trong sổ sách là ghi đâu? Ghi trong sổ sách là ghi vào đâu? Có nghĩa là em phải hạch toán ghi chép vô. Cái việc Dạ. em ghi chép vô, vô sổ, ghi hạch toán vô, nhập vô phần mềm, em nhập vô. Nha. Sao cười? Hỏi khùng khùng quá. Phải nhớ ấy mà. Thì khi có những câu hỏi như vậy em sẽ nhớ lâu hơn. Sao hả? Tiếp này. Bạn phải cứ tập thói quen đặt câu hỏi em. Nó không sao hết. Thà nó quay là cái gì nói như em nói là nó chốc lát rồi sau này mình sẽ thoải mái hơn, còn không cứ để đấy rồi nó vướng đó. Em hiểu không? Cái ý số 3 nha, tôi sẽ không nói thứ tự mà tôi sẽ nói là kiểu bất chợt nha. Ngẫu hứng. Số 3. Em đọc ý số 3 rồi giải thích giùm tôi cái. Chi phí khấu hao tài sản cố định có giấy không có giấy quyền sở hữu cà biệt thì không được trừ. Thì có nghĩa là tài sản này không có giấy tờ chứng minh gì, không có giấy tờ hợp pháp á, ví dụ không được trừ. Ví dụ như mua xe máy, xe ô tô thì phải có cà biệt xe, giấy chứng nhận gì đó thì mới được trừ. Thực ra chưa rõ lắm, rõ nhưng mà chưa chưa hiểu là em rõ mức nào. Ví dụ sâu hơn hay nói sâu hơn chút mày. Tức là tôi vẫn có cà vẹt mà. Tôi đâu phải không có. Có thì anh được trừ. Nhưng mà vẫn không được trừ. Bởi vì cà vẹt nó mang tên tôi. Các bạn. Ví dụ. Đó đó, câu chuyện đấy. Đấy. Ví dụ như bây giờ nha. Cà vẹt của tôi, xe của tôi đấy, ai biết tôi đi hoài mà. Nhưng mà xe tôi mua xe lại, xe cũ. Thấy mà đúng không? Dạ. Đấy, nhưng mà bây giờ có thể tôi mua xe mới này, nhưng mà tôi đưa cho em nó chạy, mua cho em mà. Bây giờ nó mang tên của đứa em. Cà vẹt tôi vẫn nắm giữ, nhưng mà tên trên cà vẹt nó không mang tên của tôi. Xin lỗi, nó không mang tên công ty. Mình đang nói công ty mà. Nó không mang tên công ty. Thì đang nói là đây là không có giấy chứng nhận quyền sở hữu, là có nghĩa là ý vậy, chứ không phải là có với không có mà mang. Mà như dân gian người ta hiểu là toàn là không đúng. Công an hỏi đưa cà vẹt đây, có cà vẹt nhưng mà mang tên của người ta, thì cái câu chuyện là giờ tôi hỏi là cà vẹt của tôi mang tên đứa em, thì bây giờ xe đây của tôi hay là của đứa em, mặc dù tôi đi xe của ai? Mười chín ca ở Vĩnh Phúc, Hà Nam. Mà anh hỷ luôn kìa rồi. Không ngồi dưới được, không ngồi dưới được. Căng thẳng làm nhiễu loạn lòng dân. Rõ rõ ý chỗ này không? Cà vẹt phải là cà vẹt mang tên công ty trách nhiệm hữu hạn ABC XYZ gì đó, chứ không phải mang tên của ông chủ doanh nghiệp. Hoàn toàn khác nhau. Rõ không? Mang tên chủ doanh nghiệp, mặc dù chủ doanh nghiệp là cũng là giám đốc, là công ty cũng là của giám đốc, nhưng mà nó là khác biệt, quy định của nhà nước nó như vậy. Bởi vì về cơ bản là nó phải là sở hữu của công ty, nó khác với sở hữu của cá nhân. Không được, không được đúng tên của cá nhân. À, là không phải là không được mà đứng nhưng đúng mà tên nó, dạ. Thì không nhưng được, mà nó được. Không, không mang tính chất nó là tài sản của công ty.
mà nó không phải mang tính chất tài sản của công ty thì công ty không được quyền trích khấu hao. Thì như vậy là chi phí trích khấu hao là không được trừ. Rõ như này ha. Dạ. Rất rõ nha. Bởi vì nói rất rõ rồi mà cái này nó rất đơn giản, mà nếu mà không rõ là sau này em làm sai. Em thấy không? Nó rất, tôi đã tóm gọn rồi. Bữa nay tôi không có đi theo slide nữa nha. Dạ. Mình chuyển phong thái nó qua hình thức khác tiếp không? Slide thì em sẽ về nhà em sẽ đọc thêm giùm tôi nha. Như doanh thu này nó không có mấy ý, giờ vui lòng đọc. Thì đây này, chi phí này. Chi phí không được trừ nha. Đấy, tôi cũng đã tóm gọn hết. Điều kiện là xác định chi phí được trừ này. Đấy. Thì xem nha. Dạ. À, tóm lại là em phải đọc. Bữa giờ là em chưa đọc. Tiếp tục. Bây giờ cái ý số 2. Chi phí khấu hao tài sản cố định không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được trừ. Riêng nhà ăn, nhà nghỉ của đất si phục vụ cho người lao động thì được trừ. Có nghĩa là quy định nó đã nói rõ là những cái tài sản này thì sẽ được tính là chi phí được trừ với điều kiện đó, phục vụ cho người lao động. Những cái nhà nghỉ, nhà ăn, nhà KFC, cái này nó giống giống như cái ý bên kia đúng không? Thuế giá trị tăng á. Dạ. Nhưng mà những cái khấu hao mà tức là nó không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì hiển nhiên là không được trừ, là chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng mà cái nhà ăn, nhà nghỉ thì thiệt ra nó không trực tiếp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Em đồng ý không? Dạ. Nó phục vụ cho người lao động mà nó không có trực tiếp, nhưng mà quy định nó đang có sự thay đổi là tại vì đang suy nghĩ về cho người lao động, tại vì nó cũng là một phần giúp cho người lao động này. Mà người lao động giúp cho công ty mà. Đúng không? Dạ. Rồi. Tiếp nữa này. Ý số 4 này, chi khấu hao tài sản cố định vượt định mức khung thông tư 45 là cái thông tư lúc nãy á. Định mức cái khung này, chi khấu hao tài sản vượt định mức cái khung là đây. Đâu rồi, thông tư đâu? Cái này, cái khung đó này em, khung thời gian trích khấu hao này. Ủa? Ủa, gì thì, ví dụ như mình mua tài sản với có nghĩa là mình không không có được trích khấu hao quá cái khung thời gian theo quy định đó thì mình thì sẽ không được trừ. Đúng. Tức là nên là gì nè, em khẳng định đây là cứ nghĩa là nằm ngoài nó vượt cái khung này này. Nó đã có khung rồi mà em vượt cái khung là bị loại. Dạ. Nằm trong khung là ok. Rõ không? Thì mình thì làm theo khung cho ngu gì mình làm kéo dài thời gian ra để làm gì? À, câu hỏi hay ạ. Câu chuyện này sai là bởi vì một số người không biết quy định. Hoặc là nhận định nó sai quy định, nó có nhiều vấn đề, hoặc là tính toán nó bị sai, biết nhưng mà vào làm là ghi số nó sai hoặc là tính toán nó bị sai. Em hiểu không? Dạ. Hoặc là xác định cái máy nó bị sai hay gì đấy, vì nó rất là nhiều lý do. Còn mà em nói như vậy thì ok, vui. Đã biết rồi còn làm sai hả? Thì cơ bản là gì, em phải dựa vào đúng quy định nha. Khung nó như vậy rồi xác định vậy mà làm. Như ví dụ như phương tiện vận tải và đường bộ này thì nó sẽ phải chắc chắn là 1 là 6, 2 là 7, 8, 9, 10 hả? Bao nhiêu khung nữa thôi, đâu còn khung nào khác. Rõ không? Dạ. Rồi quay lại ví dụ đây nha. Quay lại ví dụ này. 10 tỷ này. Rồi, sử dụng trong vòng 10 năm. Bây giờ mỗi năm là 1 tỷ. Đồng ý không em hay? Dạ. Rồi, theo đúng không? Đúng nè. Ừ. Đấy, ở đây là em thực ra xe này là xe ô tô. Ô tô gì ta? Biết cái ô tô gì may bét đây. Mày đi. Rồi. Chi phí được trừ chỗ này nè, nó sẽ được trừ 1 tỷ. Lại.
Đây. Nếu em vượt khung là nó không được trừ, tất nhiên phải đem trong khung thì sẽ được trừ. Bây giờ là các cái ý này, khấu hao nhanh này. Nhìn này nghe, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao. Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản có định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc, đo lường, thiết bị và phương tiện vận tải, dụng cụ quản lý, súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản quy định nếu tại phụ lục 1 kèm thông tư này thì phần trích vượt khấu hao nhanh quá 2 lần không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ. Đây. Tôi đã ghi này. Câu chuyện nó bị dài dài, tôi ghi tóm gọn là như thế này. Nguyên tắc nó sẽ là như thế này: sau khi trích khấu hao nhanh, em phải đảm bảo có lãi. Ví dụ này, hiện tại á là đây là lãi lãi nhiêu em? Lãi nhiêu? Lãi 3 tỷ. 5 nè. Trừ này. Trừ 2 là bằng 3 tỷ. Đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ thì lãi 3 tỷ nhiều quá. Wow. Giờ tôi muốn lãi ít ít lại cho vay. Đúng không? Thì bây giờ là trích khấu hao nhanh thì cái chỗ này mình có cơ hội để trích khấu hao nhanh thì chỗ này mình muốn nâng nó lên. Giờ chỗ này là mình muốn trích khấu hao là 1 tỷ rưỡi. Tôi làm một phương án khác nha. Dạ. Đấy. Trích khấu hao là 1 tỷ rưỡi thì chỗ này á là nó là trừ thêm nữa. 2 tỷ rưỡi. Đấy, trừ được 2 tỷ rưỡi đâu. Đấy, trừ thêm đó là còn là 2 tỷ rưỡi. Dạ. Rồi. Thì đường khúc đúng không? Thôi vậy cho nên dễ tính này, tôi liên lý tính lâu lắm. Bây giờ là như vậy thì hình là sao? Hiện tại là đang trích khấu hao. Là 1,5 tỷ. Nhiều hơn. 1 tỷ. Đúng không nghe? Và nó là có thể hiểu là nó nhanh hơn bình thường như sao, đúng không em? Hiểu đúng không? Bình thường là từ 1 tỷ, bây giờ tôi trích khấu hao là 1 tỷ rưỡi, nhanh hơn như sao nữa? Thì đó do mình tính thôi chứ. Thì tạm hiểu vậy đi, chứ giờ dùng từ gì, em thích dùng từ gì? Mình đang dùng cho nó đúng từ cái thuật ngữ của nhà nước đó mà. Dạ, thì ý em nói là thì mình tự cân chỉnh mình biết để cho nó khấu hao nhanh thôi chứ, ví dụ như ngay từ đầu mình khấu hao 2 tỷ luôn cũng được. Rồi là đúng đúng, em nói đúng, nhưng mà là ngay từ đầu 2 tỷ là em phải đảm bảo là gì? Khung đó nha. Đảm bảo cái khung. Dạ. Là em 2 tỷ là 10, 10 mà chia 2 là bằng 5. Vậy em tích khấu hao trong vòng 5 năm hả? Đâu được, đúng không? Dạ. Em hiểu ý điều này không? Dạ. Thì em tối đa bởi vậy cho nên là ngay chỗ này có thể nói thêm nè. Ví dụ cho chỗ này em định hình đó, là mình sẽ trích khấu hao này là 6 năm. Ví dụ chỗ này này. À, vậy thì mình muốn khấu hao nhanh thì mình trích khấu hao thời gian ngắn lại. À, thì chỗ này em lấy 10 tỷ này, em là chia cho 6 năm. Dạ. Thì mỗi năm nó sẽ là bằng bao nhiêu đấy? Em tính ra. Đúng không? Dạ. Đó. Thì tùy em chọn, một là em chọn 6, hai là chọn 10. Tôi thì bao giờ tôi cũng thích chọn 6 á. Tôi luôn luôn chọn 6 á. Tức là tôi luôn luôn chọn số nhỏ. Không em cho nó nhanh. Được không? Dạ. Bây giờ tôi tính luôn rồi. 1.2 mấy. Rồi. 10 chia 6 là 1,6. 16 tỷ.
Thì như vậy là bây giờ giả sử nếu mình sử dụng trong vòng 6 năm thì mình sẽ trích là 1,66 tỷ, đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà giờ phương án này bỏ, giờ mình cứ nói phương án 1 tỷ như lúc nãy thôi. Bây giờ mình muốn nâng nó lên là 1 tỷ rưỡi. Thì do đợt này nó lãi nhiều quá nhiều em à, đúng không? Tôi yeah. nâng nhiều lên. Nhưng bây giờ giả sử tôi lại không muốn là nâng như vậy mà tôi muốn là nâng lên 1 tỷ 9 luôn. Đấy. Thì chỗ này là 1 tỷ 9 luôn, đúng không? Ừ. Đấy. Đây còn lại nhiêu? 21. Đấy. Thì nó giảm lại nữa nè, đúng không? Dạ. Đó, đây là một trong những cách để còn gọi là tối ưu thuế. Cân đối với số thuế mình phải nợ. Đó. Đó. Thì đúng luôn. Và tất nhiên là gì? Phải hiểu quy định nó là đây. Điều kiện đó này. Tối đa không quá hai lần mức khấu hao xác định theo đường thẳng, có nghĩa là em khấu hao tối đa là hai lần thôi là được chấp nhận, vượt hai lần là vượt mức quy định này. Được không em? Là sao ta? Giờ cái đó sao đây, mình đây. Giải thích. Hiện tại nó đang là 1 tỷ đúng không? Dạ. Khấu hao bình thường là 1 tỷ. Bây giờ là tôi khấu hao là chỗ đây này. Tôi dẹp cha đó, bây giờ tôi khấu hao 3 tỷ luôn cho nó nhanh. Được không? Được. Em hiểu câu hỏi không? Vậy thì khi tôi trích khấu hao 3 tỷ thì tôi được trừ bao nhiêu? Chi phí được trừ là bao nhiêu? Chi phí được trừ là 3 tỷ. Không đúng. Bây giờ này, bình thường á, là trích khấu hao là 1 tỷ. Được không em? Bình thường là 1 tỷ nha. Dạ. Khấu hao nhanh nè. Không quá hai lần khấu hao thường, như vậy là gì? Là lấy 1 tỷ này nha, chỉ hai lần là tối đa thì nó sẽ bằng 2 tỷ. Em hiểu chỗ này không? Hiểu sơ sơ. Rồi bây giờ quay lại quy định này, nhìn này, khi trích khấu hao doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi, hiểu ý này chưa? Dạ. Rồi có lãi là sao biết không? Thì trừ ra doanh thu, từ hết tất trừ chi phí ra thì doanh thu của con, tức là lớn hơn không nha. Dạ. Ok rồi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt hai lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản, thì phần vượt trích khấu hao nhanh quá hai lần không được tính vào chi phí được trừ. Đấy. Này. Nhưng tối đa, trên đây là ghi này, nhưng tối đa không quá hai lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng, có nghĩa là mức bình thường á, lúc mức trước mình đã làm á, mức mình đã đăng ký á, bình thường là mình 1 tỷ à, có nghĩa là tên nó là nó đã có mức mình đã đăng ký rồi, thì vô là mình đã đăng ký rồi, mình đã làm rồi, là 10 tỷ là 10 năm, mỗi năm 1 tỷ đó là lúc đầu là mình ghi sổ là mình đã trích khấu hao là bao nhiêu năm đó rồi. Sau này thì mình thấy doanh thu cao quá, mình muốn đổi lại. Không đổi. Đấy là mình muốn nhanh. Mình muốn mình nhanh lên. Khấu hao nhanh cái đúng, mình nhanh lên chứ không có đổi. Cái câu chuyện là không đổi là cái số 10 năm đó được. Ngay từ đầu là em chọn 10 năm là 10 năm, 2 là 1 là 10 năm, 2 là em chọn 6 năm. Không có đổi cái đó được. Không đổi thời gian đó. Không đổi thời gian khấu hao được. Đúng. Không đổi thời gian khấu hao ban đầu mình đã đăng ký. Đúng. Thì mà số tiền này, cái số tiền đó thì không, tức là không mình quá hai lần số là tiền, mình được hai lần, đúng, được hai lần cái bình thường của mình lúc trước đã đăng ký. Dạ. Chưa rõ chỗ nào đây này, rõ ha. Có nghĩa là rồi điều vậy thì dưới đây là bao nhiêu, giờ lãi nhiêu này, giờ lãi bao nhiêu? 3 tỷ, còn 1 tỷ. Rồi chi phí, giờ hỏi này, chi phí đây là 4 tỷ đúng không? Dạ. Câu hỏi chi phí 4 tỷ, thôi hỏi luôn là chi phí 3 tỷ này, phần trích khấu hao 3 tỷ này, có được trừ hết 3 tỷ không? Không. Để được trừ bao nhiêu? 2 tỷ. Đấy,
là hiểu bài vậy thôi. Đấy. Còn em trả lời cho đấy trọc là em hiểu ý là vậy là được. Còn nếu mà giờ tôi trích là 2 tỷ 8 này thì được trừ bao nhiêu? 2 tỷ. Cũng 2 tỷ đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tôi trích là 1 tỷ 8 này thì được trừ 1 tỷ 8. Ok rồi đó, hiểu bài xong rõ rồi này. Thông qua nha. Nhớ này. Sau khi trích khấu hao nhanh ấy, là vẫn có lãi. Có nghĩa là bây giờ em trích có 2 tỷ, 3 tỷ, 1 tỷ 8 gì đấy thì sau này nó vẫn phải có lãi, được không? Dạ. Số này vẫn vuông này, đúng không? Đó, ha. Ok. Dạ. Tiếp nữa này. Không quá 2 lần khấu hao thường, có nghĩa là nó như nãy giờ nói. Rồi. Có hồ sơ kèm theo thuộc danh sách. Có hồ sơ kèm theo thuộc danh sách, thuộc danh sách tài sản quyết định được khấu nhanh. Có nghĩa là nãy anh thấy chưa? Này này. Là 31 triệu. Đó, từ từ nè, là máy móc này, là thiết bị này, là dụng cụ làm đo lường này, thí nghiệm này, thiết bị này, phương tiện vận tải, dụng cụ quản lý này, súc vật vườn cây lâu năm. Đấy là những cái món này, chỉ những món này em mới được trích khấu hao nhanh. Thuộc danh sách tài sản được khấu hao nhanh. Đấy, tôi không ghi mà tôi ghi vậy thì giờ em nhìn cho đấy em rõ đúng không? Cái này nó nằm trong slide đúng không anh? Ừ, nằm trong slide thì thông tư tôi cũng đã gửi cho em rồi đó. Dạ. Thông tư đây là thông tư về thông tư 45. Tài sản quyết định. Nè. Nè thông tư 45 này thấy không? 2013 thông tư bộ tài chính này, đó. Đó. Dạ. Đấy là tên, còn cái thì văn bản thì tiêu đề văn bản nó cũng đã có rõ rồi, tôi không kéo lên nó thay đổi cái chỗ này, không tìm kiếm lại, đúng không? Đây đi lên hôm đầu dòng cái này, thông tư 45 này, không? Hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng trích khấu hao tài sản quyết định, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tìm kiếm này. Đây, hiệu lực này, thông tư có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 2013, áp dụng cho năm tài chính 2013. Đấy, nó thay thế thông tư 203, tức là hiện tại thông tư vẫn còn đang có hiệu lực nha. Rồi tiếp khấu hao nhanh. Đấy. Đó. Dạ. Để tôi tìm từ khó nhanh đâu. Đây chữ bài. Tìm ở đâu vậy anh? Thì đây nè. Thì đây thì em cứ đây này. Nè. Từ chờ chút. Nè. Em vô đây Google này đúng không? Cái Google em gõ thông tư. Tìm cái thông tư. Thông tư 45 này. Đúng không? Lôi ra cái thông tư này, kích vô thông tư đây. Xem. Đấy nó ra một văn bản như thế này, đúng không? Hiệu lực này, có hiệu lực này. Thì cái này em đăng ký tài khoản vô đây, không? Mấy cái mail mình đăng ký vô đây, nó sẽ thể hiện cho em nhiều cái thông tin, được không? Thu phí. Để đâu mà thu phí đâu? Có, bữa em đăng ký rồi. Ôi giời ơi, phí đâu thu phí? Mình dùng tài khoản miễn phí nè. Nó kêu hàng tháng thu tiền. Thì nó kêu chuyện đó, mình đâu có đóng đâu, nó kêu miễn phí, thấy không? Thì khi mà đăng ký là em sẽ có những ưu đãi tốt hơn. Còn hiện tại thì em chỉ cần là đăng ký tài khoản free thôi, thấy không? Rồi bây giờ này, cách tìm kiếm này. Bây giờ Ctrl F này. Em đứng đây nha. Dạ, đó, dạ, dạ. Rồi em bây giờ em ghi chữ khấu hao nhanh. Không? Rồi hay dạ. Là ghi là nguyên tắc. Đấy, nguyên tắc trích khấu hao này, đấy nó có này. Đúng không? Đấy, nguyên tắc, những cái từ khóa liên quan đến nguyên tắc là nó có cái loại này cho mình để tìm kiếm, đúng không? Dạ. Rồi những từ khóa liên quan đến khấu hao nhanh này.
Đấy, nó ra nó rồi này. Đấy, nhanh không? Điện cho mình đi tra cứu văn bản online nó như vậy. Mất tiêu rồi. Này, đó nó để như thế này là cho nó lòi ra cái màu để mình dễ nhìn, đúng không? Rồi, tiếp tục. Hồ sơ kèm theo. Hồ sơ kèm theo là gì? Mở rồi. Hồ đơn, hợp đồng. Thì không, văn bản của gọi là quyết định trích khấu hao của công ty. Phải không? Quyết định trích khấu hao nhanh, văn bản trích khấu hao nhanh là bây giờ là giám đốc quyết định ra như thế này như thế này, không? Biên bản họp hội đồng thành viên, rồi quyết định của giám đốc công ty. Rồi bây giờ quyết định trích khấu nhanh. Ủa chứ không phải ở dưới trích khấu hao cũng được, nhanh cũng được, không cần cái đó phải án em, phần. Có văn bản, có văn bản. Thì cái này văn bản mình tự. Có nghĩa là mình đăng ký nó trước rồi, bây giờ mình muốn khấu hao nhanh là mình phải có văn bản đồ của cấp trên rồi. Văn bản tự làm đi, văn bản tự làm tự quản nha, không cần nộp. Nhưng mà phải có giám đốc ký. Thì đúng rồi, giám đốc phải duyệt cho chắc ăn. Mình làm cái toán cái gì cũng phải giám đốc duyệt em. Ủa nhưng mà mình làm đâu sai đâu. Ôi giời ơi, phải theo đúng luật là cứ cái gì giám đốc cũng ký vô, giám đốc ký mới chuẩn ha. Cứ theo như vậy đó. Rồi đó ha. Dạ. Rồi tiếp. Rồi. À, nãy giờ nói hết, còn có ý đầu tiên. Đấy. Đó, ý này mình nghĩ. Rồi hàng hư hỏng. Có hồ sơ chứng minh thì được trừ. Đúng không? Giống giống ý bên kia. Thì giống giống ý bên kia, thật ra nó phải gần gần với nhau nha. Lệnh dạ. Cái này nó chói với cái kia đâu, nó phải giống nhau. Thì trời là hại bản thân mình đó, là bản thân cái món đồ chứ không phải bản thân mình làm hư nha. Dạ. Em lấy búa em đập phá hư tài sản là do tôi, do thân tôi là hư là không đúng. Là bản thân cái món tài sản đấy nó hư, món hàng hóa nó hư, bản thân nó hư nha. Cái từ này là tôi đang ghi từ khó cho dễ nhớ thôi. Nhưng mà đôi khi có thể một số bạn bị hiểu lầm nên là giờ nói rõ chứ không bị hiểu lầm chết luôn. Thì yeah, đập xong rồi không trừ nha nè. Rồi có hồ sơ chứng minh không? Slide. Cái này. Cái này vừa đọc hay em đọc thêm nha. Nó nói cái chỗ này, cái ý chỗ này này, có nghĩa là chi phí nó thỏa mãn là chi phí được trừ, nhưng mà nằm trong danh mục không được trừ thì là không được trừ nha em. Những khoản chi thỏa mãn ba điều kiện là được trừ, và không nằm trong các khoản chi không được trừ thì mới là được trừ. Có rối không? Có rối không? Rối hả? Tức là nó phải đảm bảo là ba tiêu chí là được trừ là được, ok không? Là được trừ đúng không? Dạ. Được, lấy cái này. Cái này. Cái này nó xếp thứ tự cứ chạy lung tung rồi. Ôi giời. Từ đây tôi tìm này. Đây. Em nhìn này. Nó phải luôn luôn đảm bảo ba cái tiêu chí này, đúng không? Rồi. Rồi, và nó không nằm trong danh mục không được trừ. Tức là nó thỏa mãn, ví dụ như giờ nói em này, bây giờ là coi tôi mua chiếc xe nha, có hóa đơn không, đến việc mua một chiếc xe có hóa đơn nha, được không em? Dạ. Trên 20 triệu là tôi vẫn có chuyển khoản đúng không? Là dạ. Ý thứ hai là hai ý rồi, nó có phục vụ không? Có luôn. Nhưng cà vẹt mang tới đây
mang tên của tôi, tên công ty, nhưng mà nó mang tên tôi không được trừ. À, thì đúng rồi đó, với tiêu chí ở trên vẫn tôi đảm bảo, nhưng mà nó nằm trong danh mục là không được trừ thì nó là không được trừ. Ừ. Có nghĩa là gì? Tức là đầy đủ ba tiêu chí trên nhưng mà nằm trong danh mục không được trừ thì nó không được trừ. Đúng. Đúng rồi, nói vậy thôi. Và nó phải là không nằm trong danh mục không được trừ. Nói này nói chung là không của không nó phức tạp lắm, cho nên là đơn giản là gì? Là thỏa mãn ba tiêu chí là được trừ. Và thỏa mãn ba tiêu chí mà nó dính vô nằm trong cái danh mục là không được trừ là không được trừ. Ok không? Dạ. Yeah. Ừ, đó, rồi. Rồi để coi. Rồi vừa đọc, nếu mà đọc cái từ. Đọc cái thông tư ấy mà đọc không hết thì vừa đọc giùm tôi mấy cái tôi viết sẵn như thế này, được không? Dạ. Yeah. Rồi, đấy, hỏi. Ủa cái mục số 4 á, chi phí khấu hao tài sản cố định vượt định mức khung không được trừ. Nhưng mà khấu hao nhanh thì được trừ nha. Nhưng mà đấy dấu sao là như vậy, dấu sao là tôi ghi chắc bị thiếu rồi nè, đã thiếu rồi. Là được trừ đúng không anh? Là được trừ đây đây, thông tư đây, thông tư đây, thông tư đây. Đây em đây, nhìn nè. Dạ. Yeah. Nhìn nè. Quy trích khấu hao nhanh này phải đảm bảo các loại trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt hai lần quy định tại khung khấu hao thời gian sử dụng tài sản mình đây phụ thuộc thì phần trích vượt khấu hao nhanh quá hai lần không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ, tức là phần trích vượt ấy là không được tính vào chi phí hợp lý. Dạ. Hiểu không? Ừ. Nó vượt, nhớ là phần vượt thôi nha, loại là loại lúc nãy em làm bài tập rồi đó. Dạ. Loại là loại cái phần trên 2 tỷ. Đúng không? Hồi nãy 3 tỷ thì em loại là 1 tỷ đó, em chỉ lấy 2 tỷ thôi. Chứ 3 tỷ cũng 2 tỷ, 2 tỷ mốt vẫn là 2 tỷ, mà 2 tỷ 8 vẫn 2 tỷ á. Chỉ lấy phần 2 tỷ thôi, đúng không? Dạ. Phần trên đó là loại. Rồi, hai hướng cho em nha. Bài tập có rồi, hai hướng. Một là em phải đọc những cái này. Dạ. Hai là đọc slide. Dạ. Cái thứ ba đọc cả hai. Thứ ba là đọc cả hai là tốt nhất. Còn không á, nếu mà bận không có thời gian đọc cái slide hoặc là đọc thông tư thì hãy vui lòng đọc giùm tôi cái hình ảnh này, được không? Dạ. Yeah. Có tính theo thứ tự á, hoặc là theo như điểm này 1, 2, 3, 4, 5 này, rồi tiếp nữa ý số 6 gì đấy. Dạ. Yeah. Nó có, tôi có đánh dấu hết rồi, cứ theo vậy ba em này, ít nhất là như vậy. Đấy. Dạ. Yeah. Rồi, ok. Đấy, mấy cái hình này là gì? Mày đọc nó ít lắm rồi nha, tôi đã tóm gọn rất là nhiều nha. Và cứ theo ba em đấy. Còn nếu mà sâu xa hơn nữa thì đọc cái này. Và kỹ hơn mà xuất sắc hơn nữa thì qua bên thông tư đây luôn. Đấy. Đọc bên thông tư này. À, thông tư đây là bên thông tư về khấu hao nha. Đấy. Còn thông tư về luật thuế thu nhập doanh nghiệp là thông tư khác nha. À. Rồi, ăn cơm đi, đói bụng. Bữa nay ăn cơm gì em? Canh bí. Rồi học sớm để còn học hát nếu muốn nha. Học hát ép nha, còn học nữa là học bên tư nha. Ok. Dạ ok, cảm ơn anh nha. Rồi, bye bye, thân ái, chào tạm biệt. Anh. Nhớ gửi cho em nha. Ừ. Dạ. Khi nào thì em cần này? Thường là em xem lại là khi nào? Em chỉ sợ anh quên gửi, anh gửi lộn thôi. À, không có đâu. À, không quên gửi. Rồi vậy thôi nha. Để tôi không chậm một ngày cũng được. À, rồi. Dạ, anh cứ từ từ thôi. Xem trước bài nha. Đấy là chậm xem lại bài này. cũng nhưng mà cái xem trước nó quan trọng lắm nha. Tức là trước khi mà em mai. Ở mai á là em phải xem mai. Để em coi trước trong cái hình ảnh chụp thôi chứ không có thời gian. Hình thôi, không có thời gian thì em cứ xem cái hình đấy. Yeah. Cái hình là nó quý lắm rồi em. Yeah. Tôi cần nắm cái hình là quý lắm rồi thiệt quá. Ừ. Giờ tuần này đang bị kiểm tra. Kiểm gì thì em dở nè, em nghĩ em coi một dòng thôi, một câu một dòng thôi. Một hình một dòng, à. Em nghĩ một dòng là được rồi. Vậy đó em mới nói là em cần cái này.
trong hình ảnh. Hai dòng cũng được, mà ba dòng cũng được. Đó là bữa nay là đến số 5 rồi. Ít nhất Sắp xếp theo thứ tự rồi. Em đọc lại là năm ý, là em đọc cái năm ý để em hiểu cái năm ý đấy. Rồi, hiểu là được rồi, sau đó bỏ. Rồi xong đọc tiếp cái 6 7 8 9 10 11. Rồi, không hiểu cũng được, em cứ đọc. Nha. Không cần phải hiểu những cái mà em chưa học. Em chỉ cần có đọc là được. Nó giá trị lắm à, sau này em chắc chắn em còn sẽ phải học nhiều. Nghĩa là không phải nói cái này mà em còn có thể em sẽ học những thứ khác nữa. Cái thứ gì đó trên trời nó rớt xuống không biết được. Ví dụ như là học bằng lái xe ô tô, ví dụ vậy đúng không? Em học hay trong tôi chưa biết. Rồi, ví dụ như em có thể học Anh văn hay là học tiếng Hoa gì đấy đâu biết được. Nhiều thứ. Rồi bye bye thân ái tạm biệt nha. Chúc ăn cơm ngon mẹ. Dạ. Dạ.